Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Bộ truyện mới của ngày hôm nay có tên Trọng Sinh Làm Thím Út Của Chồng Cũ, của tác giả Trang Nomi, thuộc thể loại ngọt sủng, showbiz, nữ cường, Trọng Sinh. Một khi đời trước bị chồng cũ và bạn thân lợi dụng hãm hại, khiến cô nhà tan cửa nát không tính, cậu nam nữ này còn ám sát để cô từ sân thượng xuống. May trời cao có mắt, cho cô trọng sinh vào thời điểm 7 năm trước, khi lúc này cô vẫn còn tuổi xuân, còn có người thân và bạn bè. Một lần nữa sống lại, cô quyết phải để cho cha nam tiện nữ, nợ máu phải trả bằng máu. Nhưng bởi vì cô quá đắc ý mà chưa diệt trừ được cha nam tiện nữ, thì chính cô đã tự mình chui đầu vào giỏ, tỉnh một đêm với chú út của cha nam. Thế là con đường trả thù của cô càng thêm đặc sắc khi đè cái danh thím út lên đầu cha nam, và càng thuận lợi hơn bao giờ hết khi bên cạnh cô còn có một kỵ sĩ bóng đêm. Câu chuyện sẽ có diễn biến như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 1. Trên sân thượng gió lớn thét gào, một thân ảnh gầy gò bị dồn ép đến lan can đón nhận từng cơn lạnh lẽo. Mục Hy căm hận nhìn đôi cẩu nam nữ đang đứng trước mặt mình. Các người không sợ gặp báo ứng sao? Trái ngược với sự phẫn nộ của cô, người đàn ông thản nhiên nở một nụ cười nham hiểm, dần ép sát cô đến lan can hơn. Báo ứng ư? Mục Hy, cô quả thật ngu đến mức nghĩ rằng trên đời này thực sự sẽ có báo ứng sao? Hắn ta bật cười, vươn tay bóp cổ Mục Hy, hung tợn nói. Nếu thật có báo ứng thì cả nhà cô làm sao lại chết hết trong tay của tôi? Mục Hy bị bóp đến nghẹn đỏ mặt, cô vùng vẫy đánh đấm lung tung lên người hắn ta. Triệu Hoành, anh hại chết người thì phải đền mạng. Một cơn gió lạnh thổi đến hốc mắt Mục Hy đỏ ngầu, một hàng nước mắt dài cứ thế lan trên má. Chỉ vì ân oán tình cảm của bậc trưởng bối và sự tham vọng của quyền lực mà đời này của cô coi như bị hủy hoại hoàn toàn trong tay Triệu Hoành. Cô vì một tên khốn nạn này mà nhà tan cửa nát, vì cái gọi là tình yêu mà hy sinh mọi thứ, vì cái gọi là tình bạn mà đẩy anh trai vào chỗ chết. Triệu Hoành căn bản chưa từng yêu cô, hắn chỉ lợi dụng cô để có được sự hậu thuẫn của nhà họ Giang. Khi hắn có được tất cả trong tay, liền không từ thủ đoạn bức cô vào đường cùng. Hắn sai người hại chết anh trai cô vì anh ấy nhúng chàm Liễu Tư Tình. Hắn bức ba cô nhảy lầu, ép mẹ đến điên điên dại dại, chỉ vì họ là nguồn cơn của tuổi thơ không có tình thân của hắn. Và rồi ngay cả con của họ hắn cũng không buông tha. A Hoành, đừng nhiều lời nữa, xử lý A ta đi. Phía sau hai người, Liễu Tư Tình nhăn mày đẹp, không kiên nhẫn hối thúc Triệu Hoành. Một khi bị Triệu Hoành bóp cổ hít thở khó khăn, nước mắt vẫn chảy dài trên má, nhưng cô lại bật cười đến thê lương. Cô đã từng xem cô ta là bạn thân, là chị dâu thân thiết nhất của mình. Mục Hy bất chợt cảm thấy đời này mình sống quá là ngu xuẩn và vô dụng rồi. Triệu Hoành bỗng gia tăng lực tay, đem ép nửa người Mục Hy nhoài ra khỏi lan can. Mục Hy, muốn trách thì trách cô sinh ra ở Giang Gia, lại được nhiều người để tâm đến vậy. Dưới chân là khoảng không vô tận, gió lớn thét gào như muốn xé toạc thân thể mảnh mai của cô. Mục Hy vùng vẫy kịch liệt, oán khí ngút trời hét lớn. Triệu Hoành, Liễu Tư Tình, nếu như có kiếp sau, tôi thề phải rút gân uống sạch máu hai người để trả lại mối thù này. Triệu Hoành cười lạnh, dứt khoát đẩy Mục Hy từ trên sân thượng xuống. Cô rơi xuống như một con diều đứt dây không điểm tựa. Gió thét gào bên tai, từng cảnh vật lướt nhanh qua mắt. Ký ức cứ thể đoạn phim quay chậm trong đầu cô. Mục Hy, cho đến lúc chết, Mục Hy vẫn mở to mắt nhìn chằm chằm về một hướng, khóe mắt còn chảy ra hai giọt huyết lệ. Đau, cảm giác tan xương nát thịt là thế này sao? Mục Hy, ai? Là ai đang gọi cô? Sao tiếng gọi lại nghe thê lương đến thế kia? Chị Hy, chị Hy. Mục Hy chậm chậm hé mắt, ánh sáng trên trần nhà làm cô phải mất một lúc lâu mới thích ứng được. Chị Hy. Men theo tiếng gọi, cô khẽ xoay đầu nhìn cô gái nhỏ đang sốt ruột bên cạnh. Thoáng chốc đồng tử cô co rụt,
mấp máy môi mãi không nói thành lời. Chị sao rồi? Có chỗ nào không khỏe không? Tiểu Đào lo lắng không thôi, vẫn không phát hiện ra cô bất thường, chỉ nghe cô ấy nói. Chị hù chết em, bỗng dưng lại té xuống hồ nước. Nếu như không phải có... Nói chung chị không sao là ổn rồi. Tiểu Đào, năm nay là năm bao nhiêu? Giọng Mục Hy khàn khàn, lúc nói chuyện cổ họng còn có chút đau, thân thể rã rời đau nhức. Cô rất bình tĩnh mà đối mắt với hai con người to tròn của Tiểu Đào. Tiểu Đào ngờ ngợ, không biết chị Hy hỏi năm bao nhiêu để làm gì. Nhưng thường ngày cô luôn bị Mục Hy mắng nên có chút rụt rè đáp ngay. Dạ, là năm 20XX ạ. Mục Hy khẽ hít sâu một hơi, bàn tay trong chăn không khỏi siết chặt. Đây không phải là thời gian của 7 năm trước sao? Lúc này cô vừa mới xác định quan hệ với Triệu Hoành không lâu. Lần rơi xuống nước duy nhất chính là lúc cô giằng co với Lữ Tư Tình ở bên bờ hồ. Cô ta xảy tay đẩy ngã cô xuống hồ nước sâu. Cô vốn không biết bơi, nếu không phải có người đi qua nhìn thấy cứu cô lên thì có lẽ đã chết đuối rồi. Quả đã, chết đuối ư? Chết qua một lần, Mục Hy nhìn mọi chuyện tỏa tường hơn không ít. Cô hỏi Tiểu Đào, là ai đã cứu chị? Tiểu Đào nghe cô hỏi thì khẽ cúi đầu lý nhí đáp, là một người qua đường ạ. Mục Hy cũng không để ý cô ấy khác thường, cô chỉ cho là mình đời trước tính tình không tốt, không ít lần ức hiếp Tiểu Đào nên cô nàng vẫn luôn sợ cô. Thế lúc đó bên cạnh còn có ai khác không? Tiểu Đào lại lắc đầu, không có ạ. Mục Hy cười lạnh một tiếng, dọa cho Tiểu Đào âm thầm lùi về sau một bước. Liễu Tư Tình à, Liễu Tư Tình, cô được lắm. Đời trước là tôi bị mù nên mới bị vài câu dỗ dành của cô cho qua chuyện. Cô căn bản không phải vô tình mà là cố ý muốn hại chết tôi. Hơi thở Mục Hy dần không ổn định, sự căm phẫn trong lòng không cách nào đè nén được. Nếu ông trời đã cho tôi sống lại, vậy thì ngày tàn của các người đã đến rồi. Mục Hy, cô một ngày không chọc chuyện cho tôi thì cô ăn cơm không ngon hả? Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng Vương Quốc Sâm hầm hầm bước vào, vẻ mặt chỉ hận không thể nuốt sống người nằm trên giường kia. Nhìn dáng người quen thuộc này, Mục Hy tuy bị chửi nhưng môi lại mỉm cười. Anh Sâm. Vương Quốc Sâm chống nạnh liếc cô một cái. Sao? Cảm thấy có lỗi hả? Anh đây đã chạy hơn 10 cây số để đến đây đấy. Cô đó, rảnh quá thì đi ngủ giùm đi. Chứ 3 ngày mắng người, 2 ngày đánh nhau, giờ thì hay rồi, tự đem mình ném xuống hồ. Anh mắng một chàng cổ họng cũng khô khốc. Tiểu Đào rất chi kỳ mà đưa một cốc nước sang cho anh nhuận họng. Mục Hy mím mím môi nhịn lại nụ cười. Vương Quốc Sâm là quản lý của cô, suốt 2 năm này anh cũng là người đầu tiên cản cô nhảy vào hố lửa. Mà cô của lúc đó chỉ chán ghét anh dài dòng, không thèm nghe anh. Để rồi dã từ sự nghiệp gả cho Triệu Hoành, 5 năm sau nhảy lầu tự vẫn. Anh Sâm, có người hại em. Mục Hy cúi đầu tỏ ra yếu đuối. Vương Quốc Sâm đang uống nước khẽ ngừng lại, trầm giọng hỏi, là ai? Mục Hy cúi đầu, ánh mắt tóe ra tia lửa. Tiểu Đà bên cạnh kinh ngạc đến há hốc miệng. Không phải chứ, lúc em đến cũng chỉ có người kia. Mục Hy ngập ngừng không đáp, cô cắn chặt môi đến bật máu. Cô không có chứng cứ, nếu nói ra thì ai sẽ tin cô đây? Mục Hy nằm viện được một ngày đã gấp gáp xuất viện trở về đoàn làm phim. Đời trước cô tuổi trẻ kiêu căng hống hách, ỷ mình có gia thế mà ở đoàn phim không xem ai ra gì, khiến mọi người chán ghét cô không thôi, ngược lại làm nền cho Liễu Tư Tình thùy mị ôn nhu. Sống lại một lần nữa, cô cũng không muốn trở về dáng vẻ không hiểu chuyện của trước đây, vì ít ra còn có một vài người cô cần phải đối đãi thật tốt. Trong phòng hóa trang dành cho nữ chính, Mục Hy một thân cổ trang màu trắng thuần ngồi đó. Cô cùng di động bật camera sau lên, rồi úp điện thoại vào tường, tự mình tập lời thoại đến hăng say. Cửa phòng đột ngột có người đẩy vào mà không hề báo trước. Mục Hy cau mày vì bị gián đoạn, xoay người lại liếc nhìn người đang đi đến gần mình. Hi hi, tôi đến thăm cậu này. Liễu Tư Tình bê một cốc cà phê nóng đi vào với vẻ mặt đầy quan tâm,
sau lưng cô ta còn có mấy người đi theo. Mộc Hy híp mắt âm thầm hít sâu một hơi, cố đè nén cỗ hận khí trong lòng. Cô không trả lời mà chỉ dùng ánh mắt không chút gợn sóng nhìn Liễu Tư Tình chậm chậm. Liễu Tư Tình bước đến gần cô hơn, vẻ mặt e dè lấy lòng nhìn cô. Tôi xin lỗi, lúc đó hoảng quá, tôi chỉ đành đi tìm người giúp, chứ không có ý bỏ mặc cậu đâu. Cậu vẫn ổn chứ? Cô ta dứt lời, hai mắt đã ánh lệ, ươn ướt một bộ dáng vẻ yếu đuối tựa sương sớm. Người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng cô đang ức hiếp cô ta đấy. Vậy à? Mục Hy không mặn không nhạt nói ra hai từ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Liễu Tư Tình, thoáng chốc khiến cho cô ta lúng túng, nước mắt chực chờ bên mi, muốn rơi xuống cũng không được. Là tôi sai rồi đúng không Hi Hi? Vậy tôi xin lỗi cậu. Cậu đừng giận tớ nữa có được không? Cái giọng điệu như chịu sự ủy khuất to lớn này, quả nhiên Mộc Hy nước mắt đã thấy có một nữ diễn viên trong đoàn đi đến che chở cho Liễu Tư Tình, rồi nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét. Mộc Hy, cô hơi quá đáng rồi đấy. Tư Tình có lòng tốt đến thăm cô, sao cô có thể lạnh nhạt với cô ấy như vậy chứ? Mộc Hy bắt chéo hai chân, như cười như không nhìn bọn họ. Diễn trò cho cô xem chứ gì, vậy thì cô chiều bọn họ. Muốn chạy đi tìm người cứu tôi à? Vậy mà cô ta còn có thể đi kiếm đến tận 2 ngày mới đến được đây đấy. Liễu Tư Tình nước mắt lưng tròng, mím mím môi nghẹn ngào trả lời. Là tớ công tốt, tôi nên xin đạo diễn nghỉ một ngày để đến thăm cậu. Hi hi, cậu đừng giận tớ mà. Nữ diễn viên bên cạnh mắt thấy Liễu Tư Tình sắp rơi nước mắt thì tức giận lớn tiếng với Mục Hy. Cô đúng là làm ơn mắc oán mà. Cô có biết hai hôm nay xuất diễn của cô ấy nhiều lắm không hả? Làm như Tư Tình là người làm sai vậy. Cô có thể thôi cái tính tình tiểu thư đó đi không? Mục Hy không chút dao động, nhếch môi cười khinh một tiếng. Vốn là cô ta sai mà. Nữ diễn viên kia nhất thời cứng họng, Liễu Tư Tình đang sắp khóc thì cũng bị kinh ngạc thất thố trợn trừng mắt nhìn Mục Hy. Mục Hy ngược lại đã bình tĩnh hơn. Cô khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào Liễu Tư Tình, giễu cợt nói. Là cô ta đẩy tôi xuống hồ rồi rời đi như không có việc gì. Liễu Tư Tình, cô đừng nói là cô không biết tôi không biết bơi chứ. Cô như thế làm tôi liên tưởng đến cô đang muốn hại chết tôi đấy. Đáy lòng Liễu Tư Tình khẽ lột bột, quả thật là cô ta có ý định đó, nhưng không ngờ Mộc Hy tốt số lại được người qua đường cứu. Cô ta cứ tưởng nói mấy lời ngon ngọt thì con ngu này sẽ không truy cứu đến, nhưng xem ra Mộc Hy không có ý định bỏ qua cho cô ta rồi. Liễu Tư Tình cắn chặt cánh môi, cúi thấp đầu nghẹn ngào nói. Tớ không có mà, hi hi, tớ thực sự đã chạy đi tìm người cứu cậu. Dừng! Mộc Hy lạnh lùng cắt ngang mấy lời nói giả tạo của cô ta. Cô có suy nghĩ đó hay không thì tự cô hiểu rõ. Còn bây giờ thì mời cô rời khỏi đây đi, tôi không có rảnh để nghe cô khóc lóc. Liễu Tư Tình siết chặt cốc cà phê trong tay. Con ngu này tại sao hôm nay lại khó chơi như vậy, bị người khác khiêu khích cũng không nổi nóng như mọi khi. Ánh mắt Liễu Tư Tình khẽ lóe lên. Cô ta tiến lên vài bước, đưa lưng về phía đám người phía sau, dè dặt đưa cốc cà phê cho Mộc Hy. Vậy cậu nhận lấy cái này nhé, được không? Mộc Hy nhìn cô ta diễn kịch mà có chút phiền, đôi tay muốn nhận lấy cho xong chuyện. Ai ngờ cô mới chạm đến thành cốc thì bỗng dưng cốc cà phê nghiêng qua, đổ hết lên tay của Liễu Tư Tình. Chỉ nghe cô ta thét lên một tiếng để đau đớn, nước mắt lã chã rơi xuống như mưa, uất ức nhìn cô. Tớ biết cậu giận, tớ cũng đã xin lỗi rồi, mà sao ngay cả cốc cà phê tớ tặng cho cậu mà cậu cũng muốn so đo với tớ như vậy chứ? Nói rồi cô ta ôm mặt chạy ra ngoài, bộ dạng ủy khuất đáng thương không thôi. Rất nhanh tiếng xì ra bàn tán không ngừng vang lên. Cô ta nghĩ mình là ai thế? Tư Tình tốt tính đưa cà phê cho cô ta, còn bị cô ta hất đi không thương tiếc. Ê, lúc nãy cô có nhìn thấy không? Bàn tay của Tư Tình đã đỏ ửng lên hết rồi đấy. Đúng là tiểu thư khó hầu hạ. Chúng ta sau này tốt nhất là tránh xa cô ta ra một chút. Nữ diễn viên khi nãy bảo vệ Liễu Tư Tình cũng nhịn không được tức giận, chỉ thẳng vào mặt cô mà mắng. Cô đúng là đồ không biết điều.
nếu như tôi là Tư Tình thì cũng sẽ để cho cô chết đuối dưới hồ. Nghe đến từ chết kia, thoáng chốc ánh mắt Mộc Hy tối sầm lạnh lẽo, quét mắt nhìn đám người kia. Nếu như các người còn không câm miệng thì người tiếp theo bị hất cà phê sẽ là các người đó. Cả đám lập tức ngậm miệng, tuy giận mà không dám nói, bởi vì họ biết Mộc Hy nói được làm được. Cả đám câm như hến, lục tục nối đuôi rời đi. Mộc Hy lúc này xem như mới được yên tĩnh một chút. Tiểu Đào ra ngoài mua đồ, vừa vặn chạy về nghe thế thì nhanh chân chạy vào trong, lo lắng hỏi: "Chị Hy, chị có sao không?" Cô nàng biết Mộc Hy có tính sạch sẽ, đổ một cốc cà phê như thế ít nhiều cũng dính lên người cô. Mộc Hy khẽ cụp mắt nhìn tà váy trắng bị cà phê nhuộm ố vàng. Cô hơi mím môi đứng dậy: "Chị đi thay bộ váy khác, để em giúp chị." Tiểu Đào bỏ đồ trên tay xuống, vội vàng đi qua muốn giúp cô nên bị Mộc Hy cản lại: "Không cần, chị tự làm được." "Dạ, nhưng..." Mộc Hy nhìn cô nàng luôn dè dặt cẩn thận với mình thì không khỏi thở dài, nhẹ giọng nói: "Em đi xử lý video đó giúp chị, tối nay chị cần dùng." Mộc Hy đưa tay chỉ chiếc di động vẫn luôn bật chế độ quay video kia. Do cô úp mặt di động vào tường nên Liễu Tư Tình căn bản không biết mọi hành động của họ đã bị quay lại. Tiểu Đào nghe cô nhẹ giọng, được sủng mà kinh, vội vàng vâng vâng dạ dạ đi làm ngay. Mộc Hy nhích môi trào phúng nở một nụ cười. Liễu Tư Tình thích diễn trò như vậy mà chỉ có mình cô xem thì hơi phí nhỉ. Mộc Hy thay xong quần áo liền ra bên ngoài hội họp với mọi người, bắt đầu trở vào vai diễn. Dạ Nguyệt là một bộ phim cổ trang kể về một vị cửu công chúa được sủng ái nhất thiên giới, lại đem lòng yêu ma tôn của ma tộc. Một chuyện tình yêu ngọt ngào, đau khổ đan xen, cân đo đong đếm giữa tình yêu và quyền lực, quy tụ dàn diễn viên đang có xu hướng bạo trong giới, cùng với nguồn đầu tư hùng hậu của hai nhà Triệu, Giang. Rất hứa hẹn sẽ là một bộ phim hot của năm, mà Mộc Hy chính là vai nữ chính của bộ phim này. Hôm nay cảnh của cô là diễn cùng Liễu Tư Tình trong vai nữ hai, là hộ pháp thân cận của ma tôn. Cảnh này kể về lúc cửu công chúa chạm mặt tả hộ pháp, bị cô ta dùng lời lẽ khiêu khích. Nàng từ nhỏ đã được sủng ái mà lớn, làm sao có thể chịu được, liền đánh một trận với cô ta. Kết quả nàng thua cuộc, nước mắt lưng tròng chạy về tầm điện khóc lóc đến thương tâm. Mộc Hy đã nghiên cứu rất kỹ kịch bản, lời thoại cũng sớm thuộc nằm lòng, nên khi đạo diễn hô action, cô liền nhập vai. Cửu Nguyệt một thân váy trắng sớm đã lấm bẩn, nàng lại như không để tâm, chỉ nằm dài lên bàn đá bạch ngọc, nước mắt chảy dài trên má. Nàng mím mím cánh môi hồng nhuận, đưa tay nhẹ lau đi nước mắt trên mặt, nhưng cứ một lần nàng chớp mắt liền sẽ có một giọt nước mắt rơi xuống. Nàng bắt đầu bướng bỉnh, đưa tay lau rồi lại lau, sau cùng lại bật khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi. "Lạc Dạ, ngài nói sẽ đến tìm ta mà, ngài hứa sẽ đưa ta đi hái hoa bì ngạn mà." Nàng khóc đến nước nghẹn, tình đầu chớm nở của thiếu nữ bị đả kích đến tổn thương. Cửu công chúa hồn nhiên ngày nào đã trải qua được vị đắng chát của tình ái. "Cắt, tốt lắm, hôm nay diễn xuất có tiến bộ rồi đó." Mục Hy còn chưa thoát vai, nước mắt vẫn còn đang rơi, nghe thế thì liền cười tươi rói nhìn đạo diễn: "Cảm ơn đạo diễn Trần." Đạo diễn là một ông chú gần 40, tính tình lãnh đạm, thường ngày Mục Hy ý thế làm kiêu, ngay cả ông là đạo diễn mà cô cũng không nề mặt chút nào. Hiện tại đối mặt với đôi mắt sáng ngời của cô gái, ông nhất thời như nhìn thấy cửu công chúa hồn nhiên xinh đẹp chứ không phải là Mục Hy. Ông ho khan hai tiếng đáp: "Không có gì." Mục Hy cảm thấy rất mỹ mãn, tính từ đời trước cô cũng rất lâu rồi không có diễn xuất, vậy mà hôm nay lần đầu tiên diễn lại đã được người ta khen, cô vui đến muốn bay lên mất. Liễu Tư Tình đứng cách họ không xa, dùng ánh mắt tràn đầy ghen ghét nhìn Mục Hy: "Vì sao hai người cùng diễn mà chỉ có con ngu kia được khen? Đạo diễn đúng là mắt mù rồi." Mục Hy được khen, tâm tình cũng hăng hái không ít, hoàn thành tốt công việc, cơ hồ là quay một lần là qua. Kế đó tuy cô chỉ có vai diễn phải chờ đến tối, nhưng cô không rời đi mà bắt một cái ghế dựa ngồi đó quan sát mọi người diễn, học hỏi kinh nghiệm. Không biết qua bao lâu, bên cạnh xuất hiện thêm một cái ghế nằm lúc nào không hay.
Mục Hy xoay đầu nhìn, chỉ thấy người kia đang nhàn hạ, nhắm mắt dưỡng thần, trên mặt còn đắp một chiếc mặt nạ dưỡng nhan. Mục Hy hơi nheo mắt, nhìn kỹ ngũ quan của người nọ, trong lòng không khỏi kinh hỉ một phen. Cô biết người này, anh là nam chính của Dạ Nguyệt, và sau này trên màn ảnh rộng cũng sẽ có rất rất nhiều vai do anh đóng vai nam chính. Lạc Thần, anh đế trong tương lai. Bị Mục Hy nhìn chằm chằm như muốn khoét một cái lỗ trên người mình, Lạc Thần có muốn nhàn nhã nghỉ ngơi cũng khó. Anh hé mắt liếc nhìn cô gái bên cạnh mình, mắt ngọc mày ngài xinh đẹp đến lóa mắt này thì ngoại trừ bạn diễn kiêu căng của anh ra thì còn ai khác chứ. Muốn đắp mặt nạ à? Lạc Thần tuy điển trai nhưng tính tình cực kỳ xấu. Anh chàng này yêu nhất là gương mặt của mình, cứ nhìn mấy cái thùng mỹ phẩm dưỡng da do fan tặng anh ta là đủ hiểu. Cho nên câu đầu tiên anh mở miệng ra không phải là cô có chuyện gì sao, hay cô nhìn tôi làm gì, mà là muốn đắp mặt nạ à? Khóe môi Mục Hy giật giật mấy cái. Anh trai à, tôi thèm thuồng cái danh ảnh đế trong tương lai của anh, chứ không có muốn dành mặt nạ dưỡng da với anh được chứ. Tuy nghĩ thế nhưng Mục Hy lấy lại bình tĩnh rất nhanh, vội cười đáng yêu một cái. Anh xài mặt nạ gì thế? Trông da anh tốt ghê. Tuy mục đích của cô không phải là cái mặt nạ, nhưng cứ lấy nó làm câu chuyện bắt đầu cũng tốt. Nào ngờ chỉ nghe Lạc Thần hừ một tiếng, vẻ mặt như đang nói tôi biết tôi đẹp, khỏi khen. Rồi miễn cưỡng móc trong túi ra một miếng mặt nạ khác chưa xài ném qua cho cô. Tặng đấy. Xem như nể mặt một câu khen ngợi của cô, Mục Hy nhận lấy cũng không khách khí, xé mở ra đắp lên mặt. Cảm giác thoải mái nhất thời lan tỏa khắp cơ thể. Cô cũng bắt chước Lạc Thần, ngã lưng ra ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Thế là khi đạo diễn Trần chạy đi tìm nam nữ chính để thảo luận kịch bản, chỉ thấy hai cái bản mặt trắng bách đang nhàn nhã nhắm mắt ngủ. Đạo diễn Trần á khẩu. Cảnh quay đêm đó của Mộc Khi và Lạc Thần trôi qua rất thuận lợi là nhờ miếng mặt nạ dưỡng nhan. Cô trở về phòng liền nhận được video đã được chỉnh lý từ Tiểu Đào đưa. Mộc Khi trực tiếp lên trang cá nhân trên Facebook, gần 400.000 người theo dõi của mình đăng lên với dòng caption một chút luyện tập trong ngày. Video đã được chỉnh lý không hề có cảnh cô diễn xuất. Cô đâu có ngu mà để lộ nội dung phim, mà chỉ cắt đúng đoạn Liễu Tư Tình bước vào cho đến hết. Mục Hy đợi khoảng 3 phút, giả bộ như đang nhầm mà xóa bài ngay. Nhưng lượt chia sẻ đã hơn 10.000. Cô làm như thế càng khiến người hâm mộ chia sẻ mạnh tay hơn. Một đêm đó toàn bộ mạng xã hội như bùng nổ. Còn Mục Hy thì rất thoải mái, lấy mặt nạ vừa kêu Tiểu Đào mua đắp lên mặt, ngủ một giấc thật ngon. Mạng xã hội một đêm đầy giông bão. Trời ạ, còn có loại bạch liên hoa thế này sao? Đi thăm người hay là đi kiếm chuyện vậy? Hi hi của tôi bị rơi xuống hồ á. Mục Hy cũng quá kiêu căng đi. Người ta đến xin lỗi mà chẳng nề mặt chút nào. Lầu trên à, ai đúng ai sai khoan hãy nói. Chứ cách kiểu tự làm đổ cà phê rồi vu oan cho người khác là không ổn rồi. Đây có phải là thời tình bạn hy tình sắp kết thúc rồi không? Mục Hy bắt chéo chân, tâm tình phấn khởi, lướt xem từng bình luận. Cô cũng mặc kệ luôn mấy ánh mắt hiếu kỳ như có như không nhìn về phía mình. Ngón tay đang nhịn không được muốn ấn một like cho bình luận cuối cùng kia thì đã bị Tiểu Đào đi đến cắt ngang. Chị Hy, anh Sâm gọi đến. Mục Hy chép miệng đáp. Chị không nghe. Nghe máy chắc chắn sẽ nghe mắng, cô tuyệt đối sẽ không nghe. Tiểu Đào hơi khó xử, áy náy nhìn cô trực tiếp mở loa ngoài. Chất giọng xuyên thấu của Vương Quốc Sâm bỗng chốc vang vọng như muốn oanh tạc mọi thứ xung quanh. Cô gan lắm, quậy cho đục nước rồi tắt di động. Một ngày không tìm việc cho anh thì cô chết hả? Ngoan ngoãn quay phim cho anh. Chuyện trên mạng không được nhúng tay vào nữa nghe không? Sắc mặt Mục Hy thoáng chốc thối hoắc. Cô ai oán liếc Tiểu Đào một cái. Cô nàng kia ngay lập tức rụt cổ, co chân chạy mất. Mấy ngày này chị Hy tốt với cô lắm, nhưng mà chị ấy nổi nóng lên, cô vẫn không có can đảm ở gần, nên cứ chạy trước rồi tính. Lạc Thần đang nằm ngủ bên cạnh cũng bị tiếng ồn đánh thức. Anh hơi duỗi chân vươn vai một cái, hỏi thăm Mục Hy với cái giọng điệu rất gợi đòn.
Dọa tiểu trợ lý của cô làm gì? Dành thì miêu tả chút cảm nghĩ khi một cốc cà phê đổ lên người chút cho tôi nghe chơi coi. Mục Hy nhanh chóng ném cho anh ta một cái ánh mắt sắc lánh. Coi chừng nghiệp vụ vành môi đấy. Nhắc mới nhớ, hôm nay Liễu Tư Tình đột nhiên xin nghỉ, chắc có lẽ là xấu mặt đi, cũng đỡ trướng mắt cô. Lạc Thần bĩu môi nhún vai, móc ra một miếng mặt nạ dưỡng nhan ném qua cho cô. Loại mới đấy, ra đây thân lắm mới cho cô dùng thử. Ra cái ông nội nhà anh. Mấy ngày tiếp xúc, Mục Hy cũng quen dần với cái tính tự luyến lại xấu miệng này của anh ta. Cô cười cười không khách khí, xé mở gói mặt nạ ra. Nhưng còn chưa kịp đắp lên mặt, sau lưng đã vang lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc. Tiểu Hy. Cả người Mục Hy lập tức cứng đờ, sắc mặt thoáng chốc đã không còn huyết sắc. Lạc Thần cũng cảm nhận được sự khác thường của cô. Anh liếc mắt bất thiện nhìn về phía người đàn ông cao lớn đứng cách họ không xa. Tại một nơi vắng người trong đoàn phim, Mục Hy như một con rùa rụt cổ, không dám đối mặt với Giang Trầm. Chỉ nửa năm không gặp, em đã không muốn nhìn người anh trai này rồi sao? Giang Trầm ôn hòa mỉm cười, đưa tay nâng gương mặt nhỏ nhắn sắp cúi xuống đất của Mục Hy lên. Chỉ thấy hai mắt cô gái đã ướt đẫm, có chút ngập ngừng khi đối diện với anh, nhưng phần nhiều hơn là thống khổ và tủi thân. Giang Trầm kinh ngạc, chân tay cũng bắt đầu lúng túng, dịu dàng lau nước mắt cho cô. Đừng khóc, anh trai thương em à? Nước mắt Mục Hy rơi như mưa, lao đến ôm chầm lấy anh thật chặt. Sống lại được mấy ngày, cô rất rất muốn quay về nhà gặp lại anh trai và ba mẹ, nhưng cô không dám, lại vô cùng hổ thẹn với lòng nên cứ chần chừ mãi. Không ngờ hôm nay anh trai lại đến tìm cô. Mục Hy tham lam cảm thụ độ ấm trên người anh, nó tựa như đang sưởi ấm cả cõi lòng lạnh lẽo của cô. Đời trước lần cuối cô ôm lấy anh trai chỉ là một cỗ thi thể lạnh như băng. Anh, em xin lỗi. Xin lỗi vì đã tác hợp anh với một ả tiền nữ độc ác. Để rồi ả ta hạ độc anh cho tới lúc chết, anh vẫn ngây ngốc mà yêu ả ta. Giang Trầm cười khổ, xem ra em gái ở bên ngoài chịu không ít khổ nên mới hối lỗi rồi đây. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, vỗ vỗ lưng cô, nói: nếu biết sai thì theo anh về nhà gặp ba mẹ nhé, họ rất lo cho em. Mục Hy khóc đến nước nghẹn, dù cho sống lại hai đời thì ở trước mặt anh trai cô vẫn luôn mít ướt như vậy. Mục Hy vừa khóc vừa nhoẻn môi cười, gật đầu liền mấy cái. Vâng, về nhà, cô vẫn còn nhà để về đấy. Mục Hy được Giang Trầm đưa ra xe trước, rồi anh mới đi nói với đạo diễn xin cho cô nghỉ một ngày. Dĩ nhiên là đạo diễn Trần rất hân hạnh đồng ý với lời nói của nhà đầu tư lớn là anh. Lúc đi ra ngoài, Giang Trầm vẫn nhịn không nhìn nhó xung quanh một vòng. Mục Hy không cần suy nghĩ cũng biết là anh đang tìm ai, sắc mặt cô trầm xuống. Anh đến thăm em hay là muốn tìm Liễu Tư Tình? Giang Trầm bất chợt nghe em gái âm dương quái khí nói một câu, anh thu tầm mắt về chuyên tâm lái xe. Em nói vớ vẩn gì thế à? Mục Hy hừ một tiếng, cảnh cáo nói với anh. Anh tốt nhất là dẹp mấy cái tâm tư đối với cô ta đi. Nếu như anh dính dáng gì đến cô ta thì anh cũng coi như không có được em gái này đi. Giang Trầm nghe cô uy hiếp mà chỉ có thể cười trừ. Hai em có phải có hiểu lầm gì không? Mục Hy cau mày, sự bực bội trong lòng không có cách nào đè nén khi thấy anh bênh vực Liễu Tư Tình. Vì thế giọng nói của cô đã có phần bén nhọn hơn. Cô ta muốn giết chết em gái anh đấy, còn có thể hiểu lầm gì hả? Nụ cười như có như không của Giang Trầm phút chốc liền biến mất. Anh hơi ngưng trọng nhìn về phía Mục Hy đang cố gắng ổn định lại hơi thở phập phồng của mình. Tiểu Hy, muốn hại chết em là có ý gì? Mục Hy hít sâu một hơi, xoay đầu lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Giang Trầm. Nếu như một người được sống, thử giữa em và Liễu Tư Tình, anh sẽ chọn ai? Giang Trầm chưa kịp trả lời thì Mục Hy đã cướp lời trước. Thôi bỏ đi, em không muốn nói nữa. Giang Trầm khẽ mím môi, nửa năm không gặp, dường như em gái anh đã khác xưa rất nhiều.
Xe rất nhanh đã về đến Giang Gia. Mục Hy chậm rãi xuống xe, có chút xa lạ lại quen thuộc nhìn căn nhà trước mặt. Tiểu Hy à? Ở cửa thấp thoáng xuất hiện hai bóng người. Mục Hy ngơ ngác nhìn họ đang đi đến gần, mà hai chân cô như bị ai đó rót trì, không có cách nào nhúc nhích được. Tầm mắt cô rất nhanh đã bị nước mắt làm nhòe đi, nỗi chua xót và vui mừng dâng trào cả cõi lòng. Cô mấp máy môi khẽ gọi: "Ba, mẹ." Mục Vân chạy đến trước tiên. Thiếu phụ đã hơn 40 nhưng vẻ ngoài được bảo dưỡng khá tốt nên trông vẫn còn rất trẻ. Bà đi đến nước mắt quanh chồng nhưng vẫn làm ra vẻ hờn dỗi, đánh nhẹ Mục Hy một cái: "Cái con bé xấu xa này còn biết đường về nhà đấy." Mục Hy đưa tay gạt nước mắt, mỉm cười chủ động đi đến ôm lấy bà: "Mẹ, con biết lỗi rồi, người tha thứ cho con được không?" Đời trước cô chỉ vì muốn vào giới giải trí mà cãi nhau một trận với mẹ, còn bỏ nhà ra ở riêng. Cô vốn cứng đầu không chịu thua, đến lúc làm hòa với cả nhà cũng là chuyện của hơn một năm sau. Mục Hy hít hít mũi, đưa tay giúp bà lau đi giọt nước bên mi: "Người đừng khóc nha. Xem em kìa, con về thì mau vào nhà trước, sao để con đứng ở ngoài thế được." Giang Phùng vốn cũng muốn ôm con nhưng bị vợ giành trước một bước nên ông cũng đành thôi. Mục Vân mỉm cười nói với Mục Hy: "Mau ở nhà đi, mẹ có làm bánh ngọt mà con thích ăn đấy." Hai mẹ con thân thiết nắm tay nhau đi vào nhà. Giang Phùng cũng lót tót chạy theo sau, chỉ còn mỗi Giang Trầm bị ba mẹ xem như không khí mà đứng ngây ra đó. Anh có hơi bất lực mà ngửa đầu nhìn trời, nhớ tới mấy lần mình về nhà toàn bị đuổi đi mà không khỏi thở dài. Đúng là trọng nữ khinh nam. Mục Hy bên này ngược lại rất vui vẻ, trái phải hai người không ngừng hỏi thăm đồ chuyện. Mục Vân: "Tiểu Vi, ăn bánh đi con." Giang Phùng: "Tiểu Hy, uống nước nha con." Mục Hy bị hai ông bà cưng chiều mà nước mắt lại bắt đầu đong đầy. Cô ngoan ngoãn nhận lấy bánh mẹ đưa, ăn hết một cái, rồi sau đó là nhận nước của ba đưa, uống từng ngụm nhỏ. Thật may mắn vì ba mẹ vẫn bình an. Mục Hy âm thầm thề đời này cô tuyệt đối sẽ không để ai có cơ hội hại đến mon họ nữa. "Tiểu Hy, mẹ thấy chuyện ở trên mạng rồi. Tư Tình, đứa nhỏ này quả thật là, trước đây chúng ta nhìn nhầm rồi." Tuy Mục Hy bỏ nhà đi nhưng hiển nhiên mọi hành động, trạng thái hàng ngày của cô bọn họ đều theo dõi gắt gao. Lần này chuyện trên mạng ở Mỹ không nhỏ, bọn họ không biết cũng khó. Nghe mẹ nhắc đến chuyện này, nét vui vẻ của Mục Hy thoáng chốc phai nhạt đi không ít. Nhưng cô còn chưa lên tiếng thì Giang Trầm đã cướp lời trước: "Có khi trong chuyện này có hiểu lầm thì sao mẹ? Tư Tình từ trước đến nay vẫn luôn là bạn tốt với Tiểu Hy." "Mẹ, anh trai trọng sắc khinh em gái. Liệu Tư Tình đó còn đẩy con xuống hồ nước mà anh cứ nói giúp cho cô ta?" Mục Hy ra vẻ ủy khuất, cúi đầu uất ức nói. Chỉ thấy sắc mặt Mục Vân thay đổi trong nháy mắt, trực tiếp cầm lấy cái bánh đang ăn dở trên tay ném về phía Giang Trầm còn đang kinh ngạc: "Cái thằng này, em mình không thương lại đi lo cho gái, còn không xứng làm anh." Giang Trầm bất đắc dĩ cười khổ, nhặt lấy cái bánh bà ném qua cũng không chê bẩn mà bỏ vào miệng nhai. "Con bị oan mà mẹ." Anh tuy cười nhưng ánh mắt đã tối đi vài phần. Nếu Liễu Tư Tình thực sự đẩy Tiểu Hy xuống hồ nước, vậy thì được rồi, người không tốt thì không chơi cùng nữa. Mau vào ăn cơm thôi, Tiểu Hy chắc cũng đói rồi. Sắc mặt Giang Phùng cũng không tốt mấy, đúng lúc lên tiếng ngăn vợ mình còn đang muốn mắng con trai. Thế là một nhà bốn người cùng nhau đi vào phòng ăn dùng bữa tối. Trước cửa Giang Gia bỗng xuất hiện một chiếc Bentley màu đen sáng bóng. Cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn chậm rãi bước xuống đi thẳng vào trong. "Thưa ông bà, cậu cả, cô hai, có khách đến ạ." Một nhà bốn người đang hòa thuận dùng bữa thì người làm vội chạy vào thông báo. Giang Trầm phản ứng nhanh nhất vội đứng dậy, nhưng vị khách kia đã nhanh hơn một bước đi vào trong. Một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên:
Đã quấy rầy mọi người sao? Lúc này ngay cả Giang Phùng cũng đứng dậy, nét mặt không khỏi xuất hiện một tia kinh hỉ. Tôi tưởng là vị khách quý nào, hóa ra là tứ gia. Một tiếng tứ gia này khiến cho cánh tay đang gắp thức ăn của Mộc Hy thoáng ngừng lại. Cô chậm rãi xoay người, rất trùng hợp mà chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của người đó. Triệu Thần Huân. Hơi thở Mộc Hy nhất thời đình trệ khi nhìn kỹ người trước mặt. Anh chính là gia chủ đương thời của Triệu gia và cũng là đối thủ lớn nhất của Triệu Hoành. Vì thế đời trước Triệu Hoành luôn không cho cô tiếp xúc với anh. Tuy Triệu Hoành có Giang gia hậu thuẫn nhưng vẫn không cách nào phân cao thấp được với Triệu Thần Huân. Đời trước cô cũng không biết vì lý do gì Triệu Thần Huân đột ngột tự động từ chức lui về ở ẩn. Lúc đó cô đang ở đâu nhỉ? Hình như là cô vừa mới cấn thai, sức khỏe quá yếu nên phải nằm viện hơn nửa tháng. Khi Mục Hy nhìn mình đến xuất thần thì Triệu Thần Huân cũng đang lặng lẽ nhìn cô. Nhưng anh rất nhanh đã thu hồi lại tầm mắt, nói với Giang Phùng. Tôi tìm Giang Trầm có chút chuyện. Không quấy rầy ngài dùng cơm chứ? Giang Phùng xua tay nói không sao, liền kêu Giang Trầm đi tiếp khách. Mục Hy ở lại ăn cơm mà chẳng có khẩu vị gì, bởi trong đầu cô bây giờ chỉ quanh quẩn đúng một câu: kẻ thù của kẻ thù là bạn của mình. Cô cắn cắn môi, rất nhanh đã đưa ra quyết định, liền thả đũa đứng dậy. Con đi gọt ít trái cây đại khách ạ. Ê, con bé này, cơm còn chưa ăn xong. Nói rồi cô liền chạy đi, mặc kệ Mục Vân ở phía sau cào nhàu. Bê một đĩa trái cây ra ban công lầu 2, đã không thấy bóng dáng Giang Trầm đâu, chỉ còn mỗi Triệu Thần Huân đứng đó. Mục Hy hít sâu một hơi, kéo khóe môi mỉm cười thật ngọt ngào, đi đến bên cạnh anh. Chú, ăn trái cây nhé. Triệu Thần Huân khẽ cụp mắt, xoay người nhìn cô gái lấp ló ở cửa nãy giờ. Anh đưa tay nhận lấy một miếng lê trong đĩa, khẽ cắn. Dạo này vẫn ổn chứ? Chất giọng anh trầm thấp, lúc khẽ khàng hỏi nhỏ thế này, thật khiến người nghe rất êm tai. Mục Hy mỉm cười gật đầu. Dạ ổn ạ. Cô và Triệu Thần Huân tính ra cũng quen biết từ lâu. Lúc cô vẫn còn là con nhóc trai trai thì đã chạy sau anh gọi chú ơi chú à. Chỉ tiếc sau này vì Triệu Hoành không thích nên cô ngày càng xa cách anh. Triệu Thần Huân thấy cô cười, ánh mắt không tiếng động mà dịu dàng đi không ít. Nghe nói em bị rơi xuống hồ. Không sao chứ? Mục Hy hơi kinh ngạc, không ngờ người như anh cũng sẽ chú ý hướng gió trong giới giải trí. Cô cười đáp. Vẫn tốt lắm ạ. Còn chú dạo này thế nào rồi? Triệu Thần Huân hai miếng đã ăn xong lê, anh đút tay vào túi, ánh mắt vẫn chưa từng rời đi khỏi gương mặt cô. Tạm ổn. Lâu rồi không thấy em đến Triệu gia chơi. Lão gia tử cứ nhắc em mãi. Có rảnh thì đến ăn bữa cơm đi. Hiện tại nụ cười trên môi Mục Hy sắp không trụ nổi nữa. Cô nhớ mình mới là người bắt chuyện làm thân, sao cái người này còn nhiệt tình hơn cả cô thế? Tôi thì lúc nào mà không rảnh chứ, chỉ sợ tứ gia chú mới là người bận rộn kìa. Triệu Thần Huân khẽ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt nhìn Mục Hy mang thêm mấy phần nghiên cứu, thản nhiên nói. Tôi cũng không bận lắm. Nếu để thư ký Hạ nghe được lời này, chắc anh ta tức chết mất. Mục Hy cắn cắn môi, quyết định chơi liều, lấy di động ra, nhích lại gần anh hơn. Vậy chúng ta old friend Zalo đi. Có gì tôi sẽ nhắn cho chú. Triệu Thần Huân thấy cô gái tuy khẩn trương nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh trước mặt mình, anh không khỏi cong khóe môi sâu hơn. Được. Số Zalo của tôi là... Mục Hy lắng tai nghe cẩn thận nhập từng số. Hai người bất giác đứng rất gần, gần đến mức Triệu Thần Huân có thể ngửi được mùi hương nước hoa nhàn nhạt trên người cô. Ánh mắt anh ngày càng trở nên đen kịt, yết hầu lăn lộn lên xuống không ngừng. Hai người làm gì thế? Một giọng nói bất thiện vang lên. Mục Hy còn chưa phản ứng kịp thì cả người đã bị kéo vào một phòng tay khác. Triệu Hoành nheo mắt khiêu khích nhìn Triệu Thần Huân. Cháu đến tìm bạn gái, chú không phiền tránh mặt một chút chứ? Cả người Mục Hy bỗng chốc lạnh lẽo đến run rẩy, bàn tay không khỏi siết chặt di động như muốn bóp nát nó.
Triệu Thần Huân vẫn rất bình thản nhìn Triệu Hoành như nhìn người xa lạ. Cứ tự nhiên. Anh thoáng nhìn bàn tay đang ôm eo Mộc Hy, cũng không nói gì thêm mà rời đi luôn. Mộc Hy lúc này mới vùng vẫy thoát khỏi cánh tay Triệu Hoành. Hi hi. Triệu Hoành khó hiểu gọi một tiếng, chỉ rước lại ánh mắt lạnh đến thấu xương của Mộc Hy. Em bướng bỉnh cái gì? Anh đến đón em về đoàn phim. Anh ta nói rồi như không có kiên nhẫn, muốn kéo tay cô đi, nhưng Mộc Hy hất ra không chút lưu tình. Đừng chạm vào tôi. Mộc Hy đã từng tưởng tượng nếu cô gặp lại tên khốn nạn này thì cô sẽ có cảm xúc gì. Nhưng hiện tại xem ra ngoại trừ căm hận, cô cũng chỉ có một ý nghĩ là một dao xử lý chết hắn. Triệu Hoành lần này đến là cố tình cho cô mặt mũi, lại bị cô hất hủi như thế, sắc mặt cũng xa xầm. Hi hi, đừng làm anh tức giận. Anh biết em và Tư Tình có hiểu lầm, chỉ cần nói rõ là xong. Sao mà cứ phải bướng bỉnh như thế? Mục Hy nghe mà cười lạnh trong lòng. Thì ra anh ta đến đây muốn đưa cô về đoàn làm phim, chỉ vì muốn cô làm hòa với Liễu Tư Tình. Sao? Anh muốn tôi về xin lỗi cô ta? Cô ta là cái thá gì? Còn anh là cái chó má gì? Mục Hy âm u nhìn Triệu Hoành chằm chằm, cố gắng nhịn xuống xúc động muốn xử lý chết anh ta. Bàn tay cô siết chặt thành quyền, móng tay sớm đã khảm vào da thịt, nhưng cô vẫn không cảm thấy đau. Triệu Hoành cũng bị cô chọc cho tức đến bật cười. Em cứ như thế này, anh thật thất vọng về em. Nếu như em không về, vậy thì ở lại đây mà suy nghĩ cho kỹ đi. Anh ta nói xong liền dứt khoát xoay người đi, bởi vì anh ta biết Mục Hy sẽ như trước đuổi theo mình. Nhưng lần này phải khiến anh ta thất vọng. Triệu Hoành vừa rời đi, Mục Hy đã vơ ngay đĩa trái cây đập mạnh xuống đất nơi anh ta vừa đứng. Xoàng một tiếng, mảnh sứ vỡ vụn nằm rải rác trên đất. Mà Mục Hy một thân hàn khí âm u đứng đó, dọa cho người làng vừa chạy đến không khỏi thối lui vài bước. Triệu Hoành cũng không ngờ Mục Hy hôm nay tính khí lại lớn như vậy, ngay cả với anh ta mà cô cũng dám nổi nóng. Càng nghĩ càng tức giận, anh ta hầm hầm bỏ ra về, cũng không thèm chào hỏi ba mẹ Giang. Vừa đến đã vội đi không để ai vào mắt. Xe Triệu Hoành rất nhanh đã lái ra khỏi Giang Gia. Vừa vặn dưới gốc cây cách đó không xa, một chiếc Bentley cũng đồng thời nổ máy rời đi. Thư Ký Hạ ngồi ở ghế phó lái, nhất thời thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cả ngày nay anh ta như ninja sử dụng ẩn thân chi thuật, sách mông chạy theo ông chủ, từ thành Nam bay gấp về thành Bắc, bây giờ còn làm gián điệp theo dõi Triệu Hoành. Nghĩ nghĩ, Thư Ký Hạ lại không nhịn được, nước mắt nhìn trộm vị ông chủ đang nhắm mắt dưỡng thần qua gương chiếu hậu. Anh ta không hiểu vì sao, cứ có việc liên quan đến nhị tiểu thư Giang gia thì ông chủ trầm ổn của anh ta sẽ hệt như kiến bò lên chảo nóng. Thư Ký Hạ. Vâng. Đang nhìn trộm lại bất thình lình bị gọi tên, Thư Ký Hạ suýt chút nữa đã nhảy dựng lên. Triệu Tần Huân hơi nhíu mày, mở mắt nhàn nhạt, nhìn anh ta. Đi tra người tên Liễu Tư Tình đó đi. Thư Ký Hạ nuốt nước bọt đáp. Tôi sẽ cho người đi tra ngay. Triệu Thần Huân không đáp lại, anh khẽ đưa tay chống trán, suy nghĩ lại bay đi xa. Tiểu Hy, làm sao vậy con? Hai đứa cãi nhau à? Mục Vân nghe được động tĩnh cũng vội vàng chạy lên xem tình hình. Mục Hy khẽ nhắm mắt điều chỉnh lại cảm xúc, cô không muốn để mẹ nhìn thấy một mặt u tối của mình. Không có việc gì đâu ạ. Anh hai đâu rồi mẹ? Mục Vân hơi nghi hoặc nhìn sắc mặt con gái, nhưng bà cũng không truy hỏi thêm trả lời cô. Anh con vừa mới ra ngoài rồi. Tìm nó làm gì à? Mục Hy kéo kéo khóe môi cứng đờ của mình, cô khẽ lắc đầu. Dạ, con chỉ hỏi thế thôi. Cũng đã khuya rồi, con về phòng trước ạ. Mẹ cũng mau đi nghỉ đi. Được rồi, con mau đi đi, không cần để ý đến mẹ. Mục Hy trước khi đi còn ôm bà một cái. Về đến phòng của mình, sắc mặt cô liền trở nên âm trầm. Đưa tay nhấn một dãy số trên di động rồi ấn gọi. Qua vài hồi chuông reo bên kia cũng có người nghe máy. Theo dõi điều tra cho tôi một người. Tiền bạc đến lúc đó tùy anh yêu cầu. Tôi chỉ cần toàn bộ thông tin của anh ta. Đầu dây bên kia khẽ trầm ngâm giây lát, liền truyền đến giọng nói của người kia. Ok, cho tôi một tuần. Được,
Mục Hy cúp máy, tinh thần căng thẳng quá mức khiến cô có chút mệt mỏi, ngồi bệt xuống giường. Cô vốn tưởng mình sẽ có thể bình tĩnh khi đối mặt với Triệu Hoành, nhưng sự thật lại không dễ dàng như thế. Nhưng hiện tại vẫn chưa phải là lúc để cô trở mặt với Triệu Hoành. Cô muốn anh ta phải trả một cái giá gấp trăm nghìn lần. Tinh. Di động bỗng sáng lên, thu hút sự chú ý của Mục Hy. Nhìn đến thì là Triệu Thần Huân chấp nhận lời mời kết bạn của cô. Ánh mắt Mục Hy chợt lóe lên, cô nhắn cho anh một tin. Mai tôi đến thăm Gia Gia và chú nhé. Triệu Thần Huân trả lời rất nhanh, chỉ có duy nhất một chữ được. Khóe môi Mục Hy nhẹ cong lên. Triệu Hoành không phải tham lam nhất cái quyền thừa kế gia nghiệp nhà họ Triệu sao? Vậy thì phải xem đời này cô có để cho anh ta toại nguyện không đã. Qua hôm sau, Mục Hy đã dậy sớm, chuẩn bị ít quà, rồi lái xe đến thẳng Triệu gia. Vừa đến cửa, cô đã thấy quản gia Lý tươi cười đứng chờ cô. Quản gia Lý, người vẫn khỏe chứ ạ? Cô cong môi mỉm cười, đi đến lễ phép chào hỏi ông. Quản gia Lý cũng xem như nhìn cô lớn lên, ông không câu nệ, đưa tay xoa đầu cô. Ta vẫn khỏe, còn mau vào trong đi thôi, lão già đã chờ lâu rồi. Mục Hy gật đầu đưa quà cho người làm bên cạnh, chậm chạp theo bước quản gia Lý đi về phía hồ câu cá phía sau biệt thự. Ở đó sớm đã có một lão nhân gia, đầu tóc hoa râm đang ung dung cầm một cái cần câu. Mục Hy đi đến ngọt ngào gọi một tiếng. Gia gia. Triệu lão gia xoay người hiền từ, vẫy tay với cô. Lại đây nào, cháu ngoan. Mục Hy đi đến ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh ông. Triệu lão gia rất quen thuộc, đưa cho cô một cái cần câu khác. Mục Hy nhận lấy rất thuần thục mà móc mồi câu vào. Sao lại đến một mình? À Hoành đâu? Triệu lão gia hỏi thăm. Mục Hy liền dí dỏm đáp. Cháu nhớ Gia Gia nha. Cháu một người đến một mình, Gia Gia liền không cao hứng nữa ạ. Triệu lão gia bật cười, đưa tay vỗ đầu cô một cái. Lâu rồi không gặp, cái miệng nhỏ của cháu càng ngày càng ngọt rồi. Hai người nói chuyện gì mà vui thế? Cơm canh dọn lên cũng đã nguội cả rồi đấy. Mục Hy kinh ngạc xoay người nhìn Triệu Thần Huân đang thong dong đi đến gần. Cô cứ tưởng anh đáp ứng mình đến chơi thì sẽ về lúc giờ tan tầm, thế nào giờ mới giữa trưa anh lại ở đây thế? Triệu Thần Huân đi đến gần hai người khoảng ba bước chân rồi không bước lên tiếp. Anh cúi mắt nhìn đôi mắt đang mở to của Mục Hy, khe khẽ mỉm cười. Mới gặp hôm qua, bây giờ đã xa lạ đến mức kinh ngạc rồi à? Mục Hy biết bản thân thất thố nên có hơi xấu hổ, đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Chú cứ nói đùa. Triệu lão gia thấy là con trai đến thì cười tươi rói, chống gậy đứng dậy, nói. Nào, mau vào ăn cơm thôi. Tiểu Hy à, hôm nay có món cá mà cháu thích ăn đấy. Mục Hy cũng vội đứng lên, đi đến đỡ lấy ông cùng bước đi. Triệu Thần Huân ngược lại, bị bỏ lại phía sau, cũng chậm rãi đi theo hai người. Triệu lão gia có ba người con, hai trai một gái. Con trai lớn của ông cũng chính là ba của Triệu Hoành. Triệu Thần Giật một lòng dốc tâm vào học thuật nên không màng đến gia nghiệp của gia đình. Con gái thứ hai thì lấy chồng để định cư ở nước ngoài, mà Triệu Thần Huân chính là con út, cũng là người mà Triệu lão gia gửi gắm nhiều nhất. Trên bàn cơm chỉ có ba người họ, Triệu lão gia và Mục Hy vẫn câu được câu không trò chuyện đến là vui. Dạo này con có bận lắm không, Tiểu Hy? Dạ cũng tạm tạm ạ. Sao thế? Mục Hy hơi hạ đũa nhìn về phía Triệu lão gia. Chỉ thấy ông cười cười, xoay bàn ăn một cái, liền gắp ngay một miếng thịt kho tàu bỏ vào bát. Tuần sau là đại thọ của ta, sợ là con bận nên ta muốn hỏi thăm trước đó mà. Mục Hy vỡ lẽ có chút áy náy nhìn ông. Đại thọ của ông, dù cháu có bận mấy thì cũng nhất định sẽ đến ạ. Sống lại một đời, cô nhất thời quên mất chuyện này. Đời trước cũng là ở đại thọ của Triệu lão gia, cô và Triệu Hoành liền nhận định hôn ước hai nhà. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Triệu lão gia cười tít mắt, nói tốt mấy lần mới thôi. Mục Hy mỉm cười âm thầm thở dài, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Vừa vặn món cá sốt mà cô thích đang ở trước mặt, Mục Hy liền vươn đũa gắp một miếng thịt lớn. Triệu lão gia cũng vừa ăn hết miếng thịt bao dọi núng nín ngon lành trong bát.
Muốn đưa tay gấp thêm lại phát hiện vị trí bản án đã thay đổi. Ông cau mày, nước mắt nhìn thằng con im ỉm từ đầu đến giờ, đang rất nhiệt tình mà xoay bàn ăn. Ông lại cúi mắt nhìn món thịt bò xào trước mặt mình, rồi tiếp tục cau mày. Nhìn đến đĩa rau xào trước mặt Triệu Thần Huân, đôi mày lại cau chặt thêm đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Con thích ăn rau lắm à? Cuối cùng ông vẫn là không nhịn được hỏi. Chỉ thấy Triệu Thần Huân sắc mặt bình tĩnh gật đầu, gắp một đũa rau bỏ vào miệng. Dạo này con đang ăn uống thanh đạm ạ. À? Muốn thanh đạm thì bê luôn cái đĩa rau ăn một mình con đi. Triệu lão gia bất mãn hừ lạnh, lại đưa tay xoay món thịt kho tàu về phía mình. Triệu Thần Huân cũng không yếu thế, ỉ mình tay dài, liền xoay bàn ngược lại. Chọc cho Triệu lão gia tức đến râu mép cũng rực ngượng lên. Triệu lão gia bất mãn hừ lạnh, lại đưa tay xoay món thịt kho tàu về phía mình. Triệu Thần Huân cũng không yếu thế, ỉ mình tay dài, liền xoay bàn ngược lại. Chọc cho Triệu lão gia tức đến râu mép cũng dựng ngược lên. Bà chế mỡ ở trong máu còn thấp quá à? Người đâu, dẹp cái đĩa thịt kho này cho tôi. Triệu lão gia trợn mắt cũng không chịu thua mà giữ chặt lấy đĩa thịt kho, bất mãn giống lên. Ai dám? Hai ba con bất thình lình không ai nhường ai. Mục Hy có chút ngơ ngác, nhưng nhìn thấy đĩa cá vẫn còn trước mặt mình, cô liền hí hửng gắp thêm vài đũa bò vào miệng. Khụ khụ, kết quả một cái xương cá mắc ngay cổ họng. Mục Hy nước mắt lưng tròng, đối diện với hai cặp mắt nhìn mình với vẻ hết nói nổi. Triệu Thần Huân đình chiến với cha già, lập tức đứng lên đi đến cạnh Mục Hy ra lệnh. Há miệng ra. Mục Hy mím môi, tuy xấu hổ muốn chết nhưng vẫn nhận mệnh há miệng ra. Triệu Thần Huân xem xét tình hình một chút, đem một ít cơm trắng đút cho cô. Dùng nhỏ, nuốt trọng chỗ cơm này sẽ không sao. Mục Hy nhắm mắt cố gắng nuốt cơm trong miệng xuống, suýt thì nghẹn chết, nhưng may cái xương kia cũng biến mất tiêu. Triệu Thần Huân nhìn nước mắt bên mi cô mà không khỏi thở ra một hơi. Anh đưa tay vỗ lên đầu cô một cái. Một cái vỗ này cũng vỗ cho Mục Hy im như thóc đến cuối buổi. Triệu Thần Huân tự mình đưa cô ra xe. Anh khẽ cúi người đứng bên cạnh cửa xe, như cười như không nhìn cô. Lần sau đến chơi nữa chứ. Mục Hy nhanh chóng đem sự xấu hổ giấu đi, hướng anh cười ngọt ngào một cái, đáp. Đến chứ ạ. Chơi cùng ông và chú rất vui. Triệu Thần Huân nhướng mày, có chút bất đắc dĩ nói. Tôi già lắm sao? Dù gì tôi và anh trai em cũng là bạn bè. Em gọi chú mãi thế này. Mục Hy chớp chớp mắt, thành thật nhìn anh. Tôi gọi quen rồi. Hai đời cộng lại cô chưa từng dám thất lễ với anh. Một tiếng chú gọi ra đều rất kính trọng đấy. Triệu Thần Huân thở dài trong lòng. Quả nhiên dạy trẻ phải dạy từ thuở nhỏ. Rời khỏi Triệu gia, Mục Hy trực tiếp quay trở về đoàn phim. Mấy ngày sau đó, cô có chạm mặt Liễu Tư Tình, nhưng hình như cô ta cũng đang tránh cô, nên cũng đỡ Mục Hy phí sức xem cô ta diễn kịch. A Nguyệt, xin lỗi nào. Tình yêu và quyền lực, ta chỉ có thể chọn một. Giữa muôn trùng hoa bì ngạn, nam tử một thân hồng y khẽ khàng hôn lên khóe mắt nữ tử đang ngủ say trong lòng hắn. Nỗi day dứt và đau đớn hiện rõ trong đáy mắt hắn. Chỉ thấy hắn nhấc tay thi triển pháp thuật xóa đi ký ức của nàng kia. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má hắn. Cắt. Tốt lắm, quá cảnh. Đạo diễn Trần phấn khởi hô cắt một tiếng. Chỉ thấy nam tử hồng y vốn đang đau thương bỗng đen mặt, thẳng tay vỗ bồng bốp lên mặt cô gái đang ngủ ngon lành kia. Gì? Ai ai? Mục Hy đang ngủ bị đánh đến tỉnh cả hồn, chỉ thấy Lạc Thần ô oán nhìn mình chằm chằm. Mục Hy, cô vậy mà dám ngủ thật. Mục Hy ngồi dậy ngáp một cái thật đã. Mấy hôm quay cảnh đêm, cô mệt sắp tắt thở đến nơi. Hôm nay diễn cảnh mà chỉ cần nằm nhắm mắt là xong, thế mà cô ngủ quên thật. Lạc Thần càng nhìn cô càng thấy bực bội. Mình diễn một cảnh tình cảm ướt át, lại bị cô xem như cái ghế dựa mà ngủ ngon lành. Càng nghĩ càng tức, Lạc Thần thẳng tay ném cô gái vẫn còn ngồi trên chân mình thẳng xuống đất. Chỉ nghe ây ui một tiếng, Mục Hy tức điên hét lên. Lạc Thần, tên chết tiệt này. Vừa đúng lúc này ở lối ra vào,
cũng đột ngột huyên náo một trận. Mục Hy liếc mắt liền nhìn thấy Triệu Hoành đang tươi cười ôn hòa đi vào, theo sau còn có Liễu Tư Tình thân thiết chuyện trò. Mục Hy nhìn đến ánh mắt tối tăm, bỗng cổ áo bị người ta thô bạo xách lên. Đúng là ông bướm vây quanh, hết tên này lại đến tên kia tới hả? Lạc Thần âm dương quái khí để lại một câu rồi rời đi. Mục Hy cũng không phản bác lại, bởi vì Triệu Hoành đã bước đến bên cạnh cô. Anh đến đưa em và mọi người cùng đi dùng bữa tối. Nói rồi anh ta khẽ ôm eo cô. Vẫn còn giận sao? Mục Hy nhíu mày không tiếng động, tránh khỏi tay anh ta. Tôi đi thay quần áo. Triệu Hoành cười cười thu tay về. Anh ta nhìn theo bóng lưng Mục Hy, trong lòng không khỏi khinh thường. Không phải làm giá làm sao? Chỉ cần anh ta dỗ ngọt một chút, còn không phải đã ngoan ngoãn rồi ư? Triệu Hoành rất ra dáng ông chủ lớn mà bao cả một phòng bao xa hoa trong nhà hàng 5 sao. Mục Hy oái oăm mà ngồi giữa anh ta và Lạc Thần. Hiển nhiên bên phải Triệu Hoành chính là Liễu Thư Tình, cả buổi luôn ra dáng e lệ. Em ăn tôm đi. Triệu Hoành lột một con tôm, cười ôn nhu, bỏ vào bát Mục Hy, làm ra một bộ dạng bạn trai săn sóc, khiến tay đang cắp thức ăn của Mục Hy không khỏi khựng lại, hờ hững đáp. Cảm ơn. Nhưng từ đầu đến cuối, cô vẫn không động đến con tôm kia, bởi vì cô bị dị ứng với hải sản mà Triệu Hoành căn bản không hề biết. Đời trước cô vẫn cứ ngu ngốc tìm cớ để lấp liếm những thiếu sót này của anh ta. Mặc cho anh ta lột bao nhiêu tôm cô cũng sẽ ăn hết, đến mức có hôm phải nhập viện lúc nửa đêm. Miếng cá này nhiều mỡ quá vậy. Không ăn không ăn. Cho cô đâu. Giọng nói gắt bỏ của Lạc Thần vang lên, theo đó là một miếng thịt cá đã được cỡ xương ném vào bát cô. Mục Hy có chút muốn cười, tên này đúng là xấu mồm xấu miệng mà. Nhưng như thế cô vẫn vui vẻ bỏ miếng cá kia vào miệng. Hi hi. Chuyện ở Mỹ trên mạng mấy ngày nay là tôi có lỗi với cậu. Hôm nay tôi kính cậu một ly để bồi tội. Mong cậu tha thứ cho người bạn này được không? Liễu Tư Tình bỗng đứng lên, phá lệ, chói mắt thu hút giữa đám người đang ngồi ăn uống rôm rả. Ánh mắt cô ta long lanh nước một bộ dáng ủy khuất, rất hối lỗi. Miếng cá ngon trong miệng thoáng chốc không còn vị gì. Mục Hy nước mắt còn chưa kịp mở miệng thì Triệu Hoành bên cạnh đã đầy đầy bả vai cô dục. Em mau đứng lên cụng ly với Tư Tình. Bạn bè với nhau mà có chuyện gì không thể bỏ qua chứ. Mục Hy nhếch môi cười lạnh, không hề nề mặt mà hất tay anh ta ra, lạnh như băng liếc nhìn Liễu Tư Tình đang e dè đứng bên cạnh. Cô nâng ly tự mình một hơi uống cạn rượu, sau đó đặt mạnh xuống bàn lạnh lùng nói. Tôi cũng không phải người hẹp hòi. Chuyện đã qua thì cứ cho qua. Ánh mắt Liễu Tư Tình lóe lên tia tự đắc, đang muốn tiếp lời thì Mục Hy đã lên tiếng cắt ngang. Nhưng mà cái gọi là bạn thì miễn đi. Tôi thấy mình không có loại bạn hai mặt vẫn tốt hơn. Sắc mặt Liễu Tư Tình thoáng chốc tái mét, cô ta bụng mặt ngồi xuống ngay tại chỗ, khóc nức lên. Nụ cười trên môi Triệu Hoành thoáng chốc cũng cứng ngắc, ánh mắt anh ta trượt lạnh lẽo, trực tiếp nắm tay lôi Mục Hy đi ra khỏi phòng. Mọi người trong phòng bốn mắt nhìn nhau, có không ít người chạy qua an ủi Liễu Tư Tình. Lạc Thần vẫn lạnh mặt ngồi đó, nếu bỏ qua người quản lý và trợ lý cật lực để anh lại thì dường như cũng không có bất thường gì. Triệu Hoành lôi Mục Hy một đường đến hành lang vắng người. Anh ta cũng không cân nhắc nặng nhẹ mà đẩy Mục Hy vào trong một góc. Bả vai bị va đập đến đau nhức, Mục Hy còn không đứng vững đã bị Triệu Hoành gắt gao vây lấy. Hi hi, sao em có thể không biết lễ phép như vậy? Tư Tình là bạn của em, chứ không phải là người hầu để mặc em sai xử. Nói đến câu cuối, anh ta cơ hồ là gầm lên đầy giận dữ. Trước giờ anh ta nói gì cô cũng phải nhu thuận làm theo, vậy mà hôm nay cô lại dám làm anh ta bẽ mặt. Mục Hy nghe cái giọng điệu như kẻ bề trên này của anh ta mà không khỏi cười chế giễu, khiêu khích nói. Nếu tôi muốn cô ta làm người hầu thì cô ta tránh được sao? Liễu Tư Tình xuất thân bình thường, nếu không có Triệu Hoành âm thầm che chở thì cô ta há có thể thuận lợi mà đi trong giới này. Triệu Hoành cau mày, nét âm tàn xẹt qua đáy mắt. Anh ta vung tay không chút lưu tình, tát thẳng vào mặt Mục Hy. Bốp một tiếng, cả gương mặt Mục Hy cũng lệch qua một bên.
Cô mở to mắt không dám tin nhìn Triệu Hoành chằm chằm. Anh dám đánh tôi? Cô biết con người Triệu Hoành trong ngoài bất nhất. Bên trong anh ta là một người cực kỳ nóng nảy và tàn bạo. Nhưng đánh cô thì đây vẫn là lần đầu tiên. Triệu Hoành sau thoáng chốc phát tiết thì cũng ý thức được bản thân đã làm gì. Anh ta khẽ hít một hơi sâu, đưa tay vuốt ve bên má Mục Hy dịu dàng nói. Hi hi, em ngày càng không nghe lời rồi. Mục Hy tức giận đến hít thở phập phồng. Cô biết mình cần phải nhịn nhục, nhưng mà cô thực sự không nhịn được nữa rồi. Ánh mắt Mục Hy chợt lạnh, vùng vẫy hất tay Triệu Hoành ra. Còn không kịp để anh ta phản ứng, cô trực tiếp vùng tay tát cho anh ta một bạt tai. Bốp một tiếng vang rồi, Triệu Hoành nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Bên tai lại nghe Mục Hy giận dữ mắng. Anh đừng quên, ai mới là người yêu của anh? Vì một con đàn bà mà anh dám ra tay đánh tôi? Anh thực sự xem tôi nhu nhược hay là răng ra vô dụng? Triệu Hoành khẽ liếm khóe môi đã dì máu, một tia tàn nhẫn xẹt qua trong đáy mắt, nhưng rất nhanh đã bị anh ta giấu đi. Một lần nữa đối diện với Mục Hy, anh ta đã khôi phục lại dáng vẻ tươi cười ôn hòa thường ngày. Anh xin lỗi, chuyện đêm nay chúng ta coi như huề nhau. Hai ngày tới là đại thọ của ông nội, đến lúc đó anh sẽ tới đón em. Bây giờ anh còn có việc nên đi trước. Cho dù anh ta không cam lòng thì vẫn phải nhịn, bởi vì anh ta còn cần sự trợ lực của nhỏ Giang. Nhưng mà Mục Hy, rồi sẽ có một ngày hắn sẽ khiến con đàn bà phải hối hận vì dám khinh thường hắn. Triệu Hoành rời đi rồi, Mục Hy vẫn còn đứng đó. Cô đưa tay sờ gương mặt có chút nóng rát của mình, trong lòng đã đem Triệu Hoành mắng đến 800 lần. Tinh. Mục Hy nhíu mày lấy di động ra nhìn. Lướt vài cái, ánh mắt cô ngày càng rực sáng, nhanh chân xài bước rời đi. Triệu Hoành, để tôi xem anh đắc ý được bao lâu. Alo, anh Sâm, em có chuyện muốn nhờ anh. Cô trực tiếp gọi điện cho Vương Quốc Sâm. Sau một thoáng yên tĩnh, ở sau cánh cửa thoát hiểm, có một người đàn ông cao lớn bước ra. Triệu Thần Huân vứt điếu thuốc xuống đất, dùng chân dẫm lên như muốn nghiền nát nó. Ánh mắt vốn trầm tĩnh thường ngày đã có chút lửa giận khó phát hiện. Ngày lễ mừng thọ của Triệu lão gia, Mục Hy căn bản không thèm để tâm đến chuyện Triệu Hoành đến đón mình hay không. Cô trực tiếp về nhà cùng với ba mẹ đi đến dự tiệc. Lễ mừng thọ lần này của Triệu lão gia mời rất nhiều quan khách trong giới, một dàn đầy áp người khiến Mục Hy nhìn mà nhức đầu. Cô bị Mục Vân lôi kéo chào hỏi khắp nơi, đến lúc thoát thân ra được cũng là hơn một tiếng sau. Mệt quá. Bên ngoài một ban công khá vắng vẻ, Mục Hy vươn vai hít thở không khí trong lành. Nào ngờ vừa hít một cái, một luồng khói thuốc đã chui thẳng vào khoang mũi. Mục Hy bị sặc, có chút bực mình, bực bội nhìn xung quanh một vòng, mới thấp thoáng thấy trong chỗ tối có một ánh lửa của thuốc lá. Ai thế? Người kia nghe cô hỏi thì chậm rãi bước ra, cũng thuận tiện đem điếu thuốc trên tay dụi tắt. Em làm gì ở đây? Mục Hy kinh ngạc nhìn chằm chằm người đang đứng trước mặt mình. Chú. Triệu Thần Huân nhích môi đưa tay chọc vào trán cô một cái. Lại gọi chú. Mục Hy bị hành động thân thiết của anh làm cho sững sờ, lúng túng chuyển đề tài. Sao chú lại ở đây? Ra ra bên trong sắp bận đến hỏng rồi kìa. Thấy cô không trả lời câu hỏi của mình, Triệu Thần Huân cũng không để ý, nhàn nhã đút tay vào túi, cúi mắt nhìn cô. Thường ngày nhàn rỗi, lâu lâu để ông ấy bận một chút cũng tốt. Xem đi, ra ra sinh ra anh, không biết là phúc hay bất hạnh của ông. Mục Hy mím mím khóe môi đang cong lên, không nên thất lễ. Triệu Thần Huân thấy khóe mắt cô cong cong mà không khỏi khẽ cười theo. Đêm nay cô rất đẹp, một thân váy xanh bồng bềnh cùng với mái tóc dài xõa tung nơi đầu vai. Thoáng chốc, Triệu Thần Huân như nhìn thấy cô nhóc ngày nào chạy theo sau lưng anh bày trò nghịch ngợm. Em và Triệu Hoành dạo này vẫn ổn chứ? Tâm trạng Mục Hy đang tốt, nghe đến cái tên này liền giảm đi không ít. Cô uể oải bĩu môi. Chú đừng nhắc đến anh ta được không? Nhìn bộ dáng cô cau mày ủ rũ, Triệu Thần Huân nghĩ là cô có chuyện buồn phiền nên cũng không hỏi tiếp. Cậu Tư, lão gia cho mời. Đúng lúc quản gia Lý đi đến cung kính truyền tin cho Triệu Thần Huân, anh khẽ gật đầu biểu thị mình đã biết.
lại nhìn sang cô gái vẫn nửa dựa lên lan can. Gió lớn thổi tung mái tóc cô có vài sợi tinh nghịch thổi đến bên tay anh. Tôi có việc đi trước. Bên ngoài gió lớn, nếu như em thấy buồn chán thì bên trong có quầy bánh ngọt rất ngon đấy. Mục Hy chớp mắt nhìn anh khẽ gật đầu. Chú đi đi. Triệu Thần Huân đi rồi, Mục Hy đứng đó một lúc cũng cảm thấy chán nên nghe lời anh đi tìm quầy bánh ngọt. Tỉ mỉ chọn lựa, cuối cùng cô chọn một cái bánh kem sô-cô-la nhỏ. Mục Hy vui vẻ thưởng thức bánh, nhưng còn chưa ăn xong, Triệu Hoành đã đứng ngay bên cạnh cô. Hi hi, em vừa nói chuyện gì với chú Út? Mục Hy nhíu mày, bánh kem cũng chẳng buồn ăn nữa. Cô lạnh lùng nhìn Triệu Hoành. Tôi với chú ấy nói chuyện gì thì liên quan gì đến anh? Triệu Hoành nheo mắt, nắm chặt lấy cánh tay Mục Hy, kéo cô đến gần mình, độc đoán nhả ra từng chữ. Anh đã bảo em tránh xa hắn ra. Mục Hy vùng vẫy thoát khỏi tay anh ta. Có kinh nghiệm lần trước, cô âm thầm lùi về sau vài bước, lạnh lùng nói. Chú ấy cũng không có giết người phóng hỏa, tôi cần gì phải tránh? Cô giễu cợt liếc nhìn anh ta từ trên xuống dưới. Nhưng mà tính ra chú ấy có vẻ tốt hơn một vài người đấy. Triệu Hoành nheo mắt âm trầm nhìn Mục Hy, nhưng không quá vài giây anh ta lại bỗng bật cười. Tốt sao? Vậy thì em cứ chống mắt lên mà xem. Nói rồi anh ta uống cạn rượu trong ly, cười cười nói tiếp. Anh cho em một chút thời gian để tùy hứng. Lần sau đừng cứng đầu như thế, anh không có kiên nhẫn đâu. Triệu Hoành đi rồi, Mục Hy vẫn còn có chút bất an, nhìn theo bóng lưng anh ta. Răng răng, di động vang lên cắt ngang suy nghĩ của Mục Hy. Là Vương Quốc Sâm gọi đến, cô lập tức ấn nghe. Mọi chuyện đã xong, em muốn khi nào tung tin? Mục Hy hơi trầm tư đáp. 11 giờ tối nay đi. Ok. Cúp máy xong, Mục Hy có chút hưng phấn mà cầm lấy một ly rượu vang uống cạn. Đêm qua cô đã nhận được tư liệu mà thám tử Tư gửi đến. Thu thập cũng không tệ, ngoại trừ chứng cứ ngoại tình của Triệu Hoành và Liễu Tư Tình thì có không ít tư liệu khiến cô rất hài lòng. Mục Hy nhếch môi tự mình uống thêm vài ly. Rất nhanh thôi, chuyện tình thơ mộng của đôi cầu nam nữ đó sẽ biến thành chuyện bị người đời phỉ nhổ. Uống rồi lại uống, rượu trên bàn gần phân nửa đã bị Mục Hy chán sạch lúc nào không hay. Chỉ cần nghĩ đến sắp trả thù được một chuyện, Mục Hy lại vui đến quên trời. Tôi muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi. Vâng, cô lên tầng trên, phòng 209 ạ. Có cần tôi dìu cô không? Thấy Mục Hy chính choáng, người phục vụ muốn đưa tay đỡ lấy lại bị cô cự tuyệt. Tôi tự đi được. Mục Hy loạng choạng đi lên tầng trên. Cô có chút hối hận vì không khống chế tâm tình để bây giờ đứng còn không vững thế này. 204, 205, 209. Ủa? Mục Hy mắt nhắm mắt mở, té qua té lại nhìn số phòng trên cửa. Cô nhíu mày bực bội, đạp cái cửa một cái, vậy mà nó lại lạch cạch một tiếng mở ra. Mở luôn hả? Mục Hy nức một cái, cũng mặc kệ tự mình đi vào. Tuy say nhưng vẫn còn khôn, vào rồi liền khóa chặt cửa lại. Ở một góc nào đó trong bữa tiệc, quản gia Lý khó hiểu nói với Triệu lão gia. Lão gia, khi nãy cậu Tư rời đi hình như hơi khác thường. Triệu lão gia tiếp khách cả đêm mà chỉ có mỗi Triệu Hoành phụ giúp sớm đã thấm mệt. Nghe quản gia Lý nhắc tới thằng con thờ ơ của mình thì khẽ hừ một tiếng. Nó thì khác thường cái gì? Ông đưa tay đấm đấm chân nói tiếp. À Hoành góp ý không sai, tôi là nên cưới vợ sớm cho nó. Chứ cái tính nhìn ai cũng hệt như nhìn tượng đá của nó. Thật là, bao lâu tôi mới được ôm cháu đây? Ông đang nói xấu gì cháu đấy? Triệu Hoành mở cửa bước vào, tươi cười thân thiết đi đến bên cạnh Triệu lão gia. Cháu đến rồi à? Thế thì đi tìm chú út cháu hộ ông, bảo nó ra mà tiếp khách hộ. Con trai cả và con dâu hiện tại đều không có ở đây, người ông nhờ được cũng chỉ có mỗi Triệu Hoành. Nói thì nói, chứ con ai mà không thương. Triệu Thần Huân tính tình không dễ thân cận, ông cũng cố gắng tìm cách để anh ra ngoài tiếp xúc với người nhiều một chút. Ánh mắt Triệu Hoành hơi lóe, ánh náy nhìn ông.
Chắc chú có việc bận nên đi trước rồi ạ. Cháu không tìm thấy chú ấy. Triệu lão gia thở dài, xua tay. Vậy thôi đi, cháu cùng ông ra tiếp khách cũng được. Triệu Hoành đi đến dìu ông đứng lên cùng nhau ra ngoài. Chỉ có mỗi quản gia Lý là thấp thỏm không yên. Trong ánh đèn mờ, Mục Hy chính choáng đi đến giường. Vừa tới gần, cô như cảm nhận được có cái lò lửa trên đó. Nhíu nhíu mày nhỏ, còn chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể đã bị người ta kéo một cái, ngã nhào xuống giường. Buông ra. Bị một cái lò lửa đè lên người, Mục Hy bất mãn đưa tay đấm cho người ở trên mấy cái. Hi hi. Một tiếng gọi trầm thấp lại chứa đầy nhu tình. Mục Hy thoáng chốc ngây ngẩn quên cả phản ứng. Tiếng gọi như trùng lập ở một thời điểm nào đó trong quá khứ. Mục Hy mê man đưa tay muốn sờ đến người trước mặt. Rốt cuộc trước lúc chết kia là ai đã gọi cô? Rốt cuộc là ai? Là ai? Mục Hy bật thốt ra miệng. Đáp lại cô lại là một nụ hôn nóng bỏng mà lưu luyến. Triệu Thần Huân hai mắt đỏ ngầu chứa đầy dục vọng. Anh đã sớm không biết bản thân đang làm gì, chỉ theo bản năng mà âu yếm vuốt ve người dưới thân. Hi hi. Mục Hy sớm đã bị men say làm cho mơ màng. Không biết vì sao cô cũng không có bài xích với người này. Giơ tay ôm lấy cổ anh, hé miệng đáp lại nụ hôn kia. Thân thể quấn quýt, quần áo trên người ngược lại vướng víu vô cùng. Triệu Tuần Huân hai ba động tác đã cởi sạch sẽ hai người. Mồ hôi thấm đẫm trên trán, anh hơi cúi người từng chút một hôn lên khắp cơ thể cô gái. Đây tựa như giấc mộng mà hằng đêm anh mơ thấy. Người con gái ấy ở dưới thân nở rộ tựa như một đóa hoa kiều diễm. Nhẹ nhàng tách chân cô ra. Đến phút cuối, anh lại có chút gấp gáp mà tiến thẳng vào trong. Hi hi. Khẽ gọi tên cô, Triệu Thần Huân gấp gáp chuyển động không ngừng. Cô bất giác ôm chặt lấy anh. Hai cơ thể hợp lại thành một, say mê quấn quýt lấy nhau, một đêm triền miên không dứt. Mà trong thời khắc này, trên mạng cũng đồng thời gần như bùng nổ. Bằng chứng chứng cứ Triệu Hoành và Liễu Tư Tình qua lại lén lút với nhau, tất cả đều vạch ra cho thiên hạ bàn tán. Còn có loại đàn ông một chân đạp hai thuyền thế này sao? Mà Liễu Tư Tình cũng thâm độc thật. Hình như cô ta từng nói Mục Hy là bạn thân từ thời đại học của mình đúng không? Cướp bạn trai của bạn thân, đúng là đồ tiện nữ. Nhưng từ trước đến nay Mục Hy và Triệu Hoành có công khai một quan hệ đâu. Sao mọi người lại tự nhận định là Tư Tình cướp mà không phải là Mục Hy cố ý gây chuyện? Không cần nghĩ thì cũng biết đây là thủy quân được mua rồi. Thế là Liễu Tư Tình càng bị mắng thậm tệ hơn. Mục Hy ngược lại ngủ một giấc thật là ngon. Lúc cô đồng đầy thân thể nửa mơ nửa tỉnh thì có một vòng tay ôm cô chặt hơn. Mục Hy choàng tỉnh giấc, không dám tin nhìn tình cảnh trước mặt mình. Triệu Thần Huân bên cạnh cũng vừa tỉnh dậy, bốn mắt nhìn nhau. 1, 2, 3. Á. Tiếng hét rung trời của Mục Hy như muốn xuyên thấu cả nóc nhà. Sao, sao chú lại ở đây? Không đúng, tại sao chúng ta lại... Mục Hy chỉ thẳng vào Triệu Thần Huân mà chất vấn. Còn chưa kịp để Triệu Thần Huân lấy lại tinh thần, cô nhào qua trực tiếp đè anh xuống giường. Tôi sẽ xử lý chú. Triệu Thần Huân cũng không dám tin vào sự việc trước mắt mình. Anh biết bản thân bị trúc thuốc, nhưng không ngờ người tối qua lại là cô. Anh hơi ngỡ ngàng, nhưng trong lòng nhiều hơn một phần vui vẻ khó phát hiện. Nhưng anh còn chưa kịp cười thì suýt bị cô bóc cổ cho tắt thở. Mục Hy, em bình tĩnh đã. Mục Hy sớm đã tức đến hai mắt đều bốc hỏa. Cô cứ tưởng mình nằm mơ, nhưng có ai giải thích với cô không? Tại sao người điên tình loạn ý với cô đêm hôm qua lại là Triệu Thần Huân chứ? Bình tĩnh cái rắm. Đây là phòng của tôi, chú dám mò vào làm chuyện đổi bại còn kêu tôi bình tĩnh. Triệu Thần Huân muốn tách tay cô ra, nhưng nếu anh dùng lực, cô chắc chắn sẽ chịu đau. Anh chần chừ rồi cũng để mặc cô nháo. Anh có thể giải thích, nhưng trước hết em buông tay được không? Mục Hy trừng mắt nhìn anh, hiển nhiên câu trả lời là không. Chú mơ đi. Bên ngoài, một đám phóng viên ngơ ngác nhìn hai bảng số phòng đều là 209. Vậy rốt cuộc cái nào mới là 206? Nhưng còn chưa kịp để bọn họ suy nghĩ, đã có một đám vệ sĩ vây quanh, đem cả đám đuổi ra ngoài. Ba mẹ Giang và Giang Trầm tiến lên trước.
Giang Trầm ra hiệu cho quản lý khách sạn mở cửa căn phòng bên cạnh số phòng 205 trước. Chỉ nghe lách cách một tiếng, Triệu Tần Huân phản ứng cực nhanh. Anh ngồi bật dậy, chặt chẽ ôm lấy Mục Hy còn đang lẩm bẩm đòi giết anh, vội vàng túm chăn che lại cơ thể hai người. Còn không mau đóng cửa! Triệu Tần Huân trầm giọng gầm lên một tiếng. Giang Trầm phản ứng nhanh nhạy, kéo hai ông bà Giang còn đang thất kinh lui về sau, dầm một tiếng đóng cửa lại. Mục Hy lúc này cũng đã phát giác ra được chuyện không ổn, lại nhìn đến tư thế thân mật không mảnh vải che thân của cô và Triệu Thần Huân. Mục Hy mím môi, ánh mắt sắc bén nhìn Triệu Thần Huân chằm chằm. Triệu Thần Huân dường như cũng phát giác được nguy hiểm, muốn thả cô ra nhưng đã muộn. Một tiếng hừ đầy ẩn nhẫn của người đàn ông vang lên giữa không gian yên lặng. Mục Hy một ngụm ở trên cổ anh, cắn đến rớm máu. Cơ thể cô khẽ run run, một giọt nước mắt lăn dài trên má rơi xuống hõm vai anh. Triệu Thần Huân không tránh cũng không né, chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng cô. Đừng khóc. Nhưng như thế Mục Hy càng khóc nhiều hơn. Là cô quá chủ quan, cứ ngỡ bản thân biết trước tương lai thì mọi chuyện sẽ vô cùng thuận lợi. Nhưng bây giờ rơi vào tình cảnh này, cô chỉ hận không đánh chết chính mình. Khi hai người sửa soạn xong xuôi ra gặp ba mẹ Giang thì cũng là nửa tiếng sau. Nhìn con gái đang hậm hực không cúi đầu, lại nhìn sang Triệu Thần Huân bình tĩnh ngồi bên cạnh. Dấu răng phá lệ trói mắt trên cổ anh khiến hai ông bà nhất thời nhìn nhau không biết nói gì. Hai vị, chuyện trước mắt cháu chỉ biết thật xin lỗi với hai vị. Hiện tại cháu cũng không thể giải thích được chuyện gì. Đợi qua ngày mai, cháu nhất định sẽ đến nhà tạ lỗi. Bây giờ việc cấp bách là phải đưa Mục Hy rời khỏi đây, không thể để phóng viên chụp được ảnh cô ấy. Giang Phùng gật đầu xem như đồng ý với cách làm của anh. Bọn họ hiện tại ở lại càng lâu thì càng không ổn, vì dù sao Mục Hy cũng là người của công chúng. Nhưng không đợi Giang Phùng lên tiếng, Mục Hy đã tức giận đánh cái bốp lên bàn tay đang lặng lẽ vỗ lưng cô của Triệu Thần Huân. Chú im miệng đi. Nếu như không phải tại chú thì bây giờ có cần phải phiền phức như thế không? Triệu Thần Huân thu tay về, tuy bị đánh nhưng cũng không giận. Anh chỉ biết cười khổ. Em ở Mỹ cái gì? Tại ai chứ không phải tại ai? Là em đi nhầm phòng, còn đấy đi làm cản. Giang Trầm từ bên ngoài bước vào trừng mắt răn đe Mục Hy một cái. Mục Hy cũng ngu người rồi. Em đi nhầm phòng. Mục Hy bất giác nhìn sang Triệu Thần Huân, chạm đến dấu răng trên cổ anh, tự dưng cô thấy hơi chột dạ. Giang Trầm thở dài, nói với ba mẹ Giang. Ba mẹ đưa em ấy đi trước, con có việc muốn bàn với Thần Huân. Ở một khu chung cư trong thành phố, Liễu Tư Tình khóc đến lê hoa đái vũ, tựa trong lòng Triệu Hoành. Tại sao tin tức lại được phát tán nhanh như thế chứ? À Hoành, chắc chắn là có người muốn hãm hại em. Từ đêm qua đến giờ, cô ta cơ hồ đã bị cả cộng đồng mạng chửi mắng. Ngược lại tiện nhân Mục Hy kia lại được mọi người thương hại binh vực. Triệu Hoành đưa tay xoa xoa trán. Hắn ta vừa nhận được tin tức kế hoạch đã thất bại, còn bị cắn ngược lại một cú. Bây giờ nghe Liễu Tư Tình khóc lóc, anh ta cảm thấy rất phiền. Đưa tay đẩy cô ta ra, hờ hững bỏ lại một câu rồi giờ đi luôn. Em còn tinh thần để kể khổ thì mau đi tìm người dẹp yên tin tức đi. Anh trở về nhà chính một chuyến. Liễu Tư Tình oán giận nhìn theo bóng lưng Triệu Hoành. Cô ta tức giận, đưa tay gạt phăng hết tất cả đồ trên bàn xuống. Tại nhà chính Triệu gia, Triệu Thần Huân một thân lạnh lẽo bước vào, khiến người làm xung quanh đều lặng lẽ rời đi. Anh trực tiếp tiến vào thư phòng nơi Triệu lão gia đang nhàn hạ hưởng trà. Sao tự dưng về đây? Ông kinh ngạc nhìn thằng con trai đang nộ khí bước người tiến vào. Triệu Thần Huân đi đến sofa đối diện ông ngồi xuống, trầm giọng hỏi. Bên người ba có kẻ không yên phận rồi đấy. Động tác tay Triệu lão gia khẽ ngừng, nghi hoặc nhìn anh. Con có ý gì? Triệu Thần Huân hít một hơi thật sâu, cố bình tĩnh nói. Đêm qua con bị người bỏ thuốc. Triệu lão gia cau mày, hiển nhiên chuyện thế này cũng chỉ có người thân cận mới dễ dàng ra tay như thế. Cô gái kia đâu? Ánh mắt ông hơi lóe lên. Chuyện trước mắt là phải xử lý cô gái đêm qua cho thỏa đáng.
Triệu Thần Huân nhìn thấy một tia quyết đoán trong mặt ông, trong lòng lại cười khổ. Anh tự châm cho mình một tách trà, nhàn nhạt đáp. Ở Giang gia. Khụ khụ. Triệu lão gia nghẹn một ngụm nước ở cổ họng, ho đến suýt thì tắt thở. Nhà họ Giang. Con đừng nói với ba. Nhà họ Giang thì chỉ có độc nhất một cô gái là Mục Hy. Triệu Thần Huân liếc ông một cái. Ngày mai ba chuẩn bị ít đồ đi cùng con đến Giang gia đi. Còn về phần người bên cạnh ba, thật ra Triệu Thần Huân biết Tổng là ai, nhưng vì sức khỏe của cha già, anh cũng không muốn đả kích ông. Triệu lão gia hồi phục tinh thần, thở dài thườn thượt, phiền não nói. Như vậy bên phía A Hoành, phải trả lời thế nào với thằng bé đây? Dù gì Mục Hy vẫn là bạn gái của nó. Triệu Thần Huân đứng lên thở ơ đáp. Con sẽ nói chuyện với nó. Ba lo mà chuẩn bị sinh lễ đi. Con còn có việc, đi trước đây. Anh xoay người trực tiếp rồi đi, không cho Triệu lão gia có cơ hội vòng vo. Nhưng vừa ra đến sảnh chính, anh đã chạm mặt ngay Triệu Hoành đang đằng đằng sát khí đi vào. Triệu Thần Huân, chú chơi tôi. Anh ta tốn công thiết kế bẫy, muốn hủy đi cái danh tiếng sạch sẽ của Triệu Thần Huân. Nhưng thật không ngờ kế hoạch thất bại, mà ngay cả Mộc Hy cũng đem lên giường của Triệu Thần Huân luôn rồi. Đối diện với ánh mắt phẫn nộ của Triệu Hoành, sắc mặt Triệu Thần Huân cũng dần âm trầm đi. Chơi. Cậu nghĩ mình được mấy cân mấy lượng mà tôi phải tốn sức chơi với cậu? Đối với đứa cháu trai bằng mặt không bằng lòng này, anh cũng lười để ý. Nhưng xem ra anh có thờ ơ thì người này lại càng muốn leo lên đầu của anh ngồi. Triệu Hoành cười lạnh. Vậy thì chú có dám chắc chuyện trên mạng không phải là do mình làm? Có lẽ mọi người không biết, nhưng anh ta biết rất rõ. Triệu Thần Huân mang danh không gần nữ sắc, thật ra trong lòng luôn có một người. Vì thế anh ta tìm mọi cách độc chiếm người kia. Ở trước mặt Triệu Thần Huân khiêu khích anh hết lần này đến lần khác, cực kỳ khoái chí. Nhưng bây giờ xem ra anh ta sẽ không đắc ý được nữa. Triệu Thần Huân hơi nhướng mày. Quả thật chuyện Triệu Hoành ngoại tình là đêm qua anh cho người tung lên mạng, nhưng việc lan truyền mạnh mẽ như thế chắc chắn còn có người nhúng tay vào. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề chính chứ nhỉ? Đừng cố lấy chuyện lấp liếm. Lần này tôi bị người tính kế, tôi không tin là cậu không có phần. Ai mới là người lấp liếm? Đi cướp bạn gái của cháu mình, chú còn không biết xấu hổ? Triệu Hoành cũng không có ngu mà đi thừa nhận việc mình đã làm. Chỉ cần một ngày Triệu lão gia còn thì Triệu Thần Huân chắc chắn sẽ không động đến hắn được. Nhìn tia đắc ý trong mắt Triệu Hoành, Triệu Thần Huân khẽ nheo mắt, nhếch nhếch khóe môi. Tôi không biết xấu hổ thì thế nào? Sau này vẫn phiền cậu, khi gặp Mục Hy hãy lễ phép mà gọi thím đi. Trước nay anh luôn cho rằng chỉ cần cô vui vẻ thì ở bên cạnh ai anh cũng sẽ bằng lòng nhận thua. Nhưng Triệu Hoành này vừa nham hiểm lại độc đoán, căn bản không xứng với cô chút nào. Vậy nên cho dù cô có ghét anh, có hận anh, thì lần này anh nhất định sẽ không để cô rời khỏi anh nữa. Triệu Hoành âm trầm nhìn Triệu Thần Huân. Cho dù hắn ta xem rẻ Mục Hy, nhưng mà cô chết có sống thì cũng là của hắn. Há thể nào lại để Triệu Thần Huân múa máy tay chân. Chú nghĩ hay nhỉ? Còn phải xem Mục Hy có chịu gả cho chú không. Chú đừng có quên, cô ấy yêu tôi nhiều như thế nào. Nắm tay Triệu Thần Huân khẽ siết chặt, nhưng vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh đáp. Vậy thì để xem. Vị trí thiếu phu nhân hấp dẫn hay địa vị chủ mẫu Triệu gia hấp dẫn hơn đi? Thành công thấy được nét vặn vẹo trên mặt Triệu Hoành, Triệu Thần Huân bỗng cảm thấy mình nhiều lời như vậy thật tốn nước bọt. Anh cười khẽ, thong dong sải bước rời đi khỏi nhà chính. Triệu Hoành không cam lòng nhìn theo bóng lưng anh đi xa. Anh ta chợt nổi giận, đấm lên tường một cú. Anh ta cũng không ngờ mọi chuyện vốn trong kế hoạch của mình lại có thể trở nên bê bết thế này. Mục Hy, Mục Hy, lại là người đàn bà này cản trở anh ta. Một ngày trôi qua tự như sóng im biển lặng, nhưng thực chất lại chứa vô vàn cơn sóng ngầm. Chuyện trên mạng nếu đã xé rách mặt, Liễu Tư Tình cũng mặc kệ mọi thứ, bảo toàn thanh danh của mình trước. Cô ta đăng một status, ngụ ý nói thật ra mình mới là người yêu của Triệu Hoành, mà Mục Hy chỉ là một người bạn thân thiết của cả hai.
còn tác cả tên Mục Hy vào bài viết. Nhưng Mục Hy căn bản không thèm nhìn, đến ngay cả thả phẫn nộ cũng lười. Mà hành động này của Liễu Thư Tình mang lại vô số ý kiến trái chiều. Đoàn phim cũng vì thế mà phải tạm quay vài hôm vì có quá nhiều phóng viên bao vây. Anh nói cái gì? Chuyện Triệu Hoành ngoại tình kia, có người đã nhanh chóng hơn chúng ta một bước tung tin. Mục Hy cau mày, hơi bực vì bị hững tay trên thế này. Vương Quốc Sâm đầu dây bên kia cũng không có tức giận như thế, ngược lại còn cười khuyên cô. Chúng ta lần này không cần hao tổn sức lực cũng có thể đạt được mục đích, em còn tức giận làm gì? Mau tranh thủ nghỉ ngơi để trở về đoàn phim. Chỉ cần em vẫn thông dong bình thản thì người bị bẽ mặt là đám người kia. Mục Hy cũng hiểu rõ lý lẽ, cô hừ một tiếng đáp. Em biết rồi, cúp máy đây. Cúp máy, thẫn thờ ngồi đó hồi lâu, Mục Hy không khỏi thở dài. Mọi chuyện dần trở nên lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, làm cô có chút bất an. Tiểu thư, Triệu lão gia và thiếu gia đến. Ông chủ bảo cô xuống tầng một chuyến. Người làm đi đến thông báo. Mục Hy nhẹ gật đầu, rồi ra hiệu cho người đó lui xuống. Quả nhiên chuyện gì đến cũng sẽ đến mà. Triệu lão gia tự mình đến nhà bàn bạc và tạ lỗi với nhà họ Giang. Và đương nhiên theo sau ông chính là Triệu Thần Huân, thần sắc bình chân như vậy. Mục Hy dù có không muốn cỡ nào cũng phải xuống tầng ngay ngắn ngồi ở đó, nghe người lớn hai nhà nói chuyện. Triệu lão gia chân thành nói. Thần xin lỗi các vị, là tôi dạy con không nghiêm, để nó có những hành vi sai trái như vậy. Nhưng chuyện đã như thế này, chúng ta cũng không thể để Tiểu Hy tiếp tục chịu ủy khuất. Triệu Thần Huân vừa nhấp được một ngụm trà, tự nhiên lại bị nghẹn ở cuống họng. Bên tai lại nghe cha già tiếp tục bán thảm. Để hai đứa nó kết hôn là biện pháp tốt nhất hiện tại. Tuy thằng con tôi có hơi già, nhưng mà được cái biết suy nghĩ và chín chắn lắm, nên hai vị không cần sợ nó ức hiếp Tiểu Hy. Khụ khụ. Triệu Thần Huân nuốt không kịp nước trong miệng nên bị sặc. Anh nhàn nhạt nước mắt cảnh cáo Triệu lão gia, nhưng ông ngay cả nhìn còn không thèm nhìn, vẫn tiếp tục thuyết phục người nhỏ Giang. Các vị không cần phải lo lắng Tiểu Hy gả sang Triệu gia sẽ chịu thiệt. Chỉ cần lão già này còn sống một ngày thì trên dưới Triệu gia đều phải cung kính gọi con bé một tiếng Tú nãi nãi. Khụ khụ. Lần này là Mục Hy bị nghẹn nước. Cái danh xưng Tú nãi nãi này hình như có hơi nặng. Cô chỉ mới 21 xuân xanh thôi mà. Mục Vân cau mày, kiên nhẫn cả buổi nghe Triệu lão gia ngay cả xưng hô cũng đã đổi thì không thể không nể mặt. Nhưng bà vẫn tức thay cho con. Triệu gia tử, chuyện này không thể nói nhẹ nhàng thế được. Triệu Hoành ngoại tình, còn ở Mỹ trên mạng thế kia, bây giờ Tứ gia lại xảy ra quan hệ với Mục Hy. Thật khiến tôi nghi ngờ là các vị muốn khó dễ Giang gia tôi đây. Mục Hy bị Triệu Hoành xem thường như thế, bây giờ còn muốn bà vui vẻ gả con gái đi sao? Mặc dù là Mục Hy đi nhầm phòng, tự chui đầu vào giỏ, nhưng mà bà cũng không loại trừ khả năng con mình bị tính kế. Triệu lão gia cũng biết bên mình đối lý, nhưng mà nếu ông không đem được Mục Hy về làm dâu, chỉ sợ thằng con ông sẽ lật nhà lên mất. Hai vị, Triệu Hoành làm bậy một phần lỗi cũng là do nhà chúng tôi dạy dỗ không nghiêm. Nhưng chuyện tối hôm qua, tôi cũng là người bị hãm hại, chứ không phải muốn khó dễ Giang gia. Cho nên xin cưới Mục Hy là tôi thật tâm thật lòng muốn chịu trách nhiệm với cô ấy. Mong hai vị thành toàn. Triệu Thần Huân đúng lúc lên tiếng, giọng nói ôn hòa lễ độ lại vô cùng chân thành, thoáng chốc khiến cho sắc mặt ba mẹ Giang hòa hoãn đi không ít. Chuyện trung thân đại sự của Tiểu Hy thì cứ để con bé tự quyết định đi vậy. Giang Phùng bất ngờ lên tiếng, khiến tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Mục Hy. Bực làm ba mẹ có muốn quan tâm thế nào cũng không thể thay con cái quyết định cuộc đời, cho nên ông để cho Mục Hy tự mình lựa chọn. Triệu Tần Huân cũng nhìn Mục Hy. Cô đã im lặng suốt một tiếng rồi, ngay cả nụ cười vui vẻ thường ngày cũng chưa từng thấy xuất hiện. Mục Hy chậm rãi ngẩng đầu, liền chạm phải ánh mắt anh. Cô có hơi ngại mà rời mắt đi nơi khác. Hai bàn tay nhỏ nhắn khẽ cuộn lại, bình tĩnh đáp.
còn đồng ý hôn sự này. Nhưng chỉ cần lĩnh chứng là đủ. Không được. Mục Hy vừa dứt lời thì Triệu Tần Huân đã lên tiếng phản bác ngay. Anh có hơi tức giận mà nhìn cô. Hôn lễ bắt buộc phải có. Nếu như em không thích ồn ào thì chỉ cần mời vài người bạn cùng với gia đình là được. Mục Hy trừng mắt nhìn anh. Chú ép người. Triệu Tần Huân cũng không nhượng bộ đáp. Tôi không ép em, vì đây là chuyện nên làm. Mắt thấy Mục Hy chuẩn bị nhào qua cắn người tới nơi, Giang Trầm bất đắc dĩ đưa tay giữ cô lại. Em hung dữ như thế làm gì hả? Triệu lão gia cũng thích hợp chen vào một câu. Ê, đời người có một lần, sao không tổ chức hôn lễ hả con? Ông biết chuyện này là ủy khuất, nhưng mà đứa nhỏ ngoan ngoãn ngọt ngào từng ngày của ông đâu rồi? Sao bây giờ Mục Hy hở cái là muốn đánh người thế kia? Mục Hy cũng sắp phát hỏa tới nơi rồi. Tình một đêm đã đành, bây giờ còn muốn cô gả cho anh. Ừ thì cô gả, nhưng sao có cái yêu cầu không cần tổ chức hôn lễ mà anh cũng không đáp ứng cô? Như thế chẳng phải là ép người quá đáng ư? Triệu lão gia có hơi gấp gáp muốn tiếp tục khuyên nhủ thì Triệu Thần Huân bên cạnh đã vươn tay đè vai ông lại. Anh khẽ lắc đầu. Nhìn thấy cô u oán nhìn mình, Triệu Thần Huân cũng chỉ biết bó tay đầu hàng, thỏa hiệp nói. Hôn lễ tổ chức sau đi, trước mắt cứ đi lĩnh chứng trước. Đây là nhượng bộ cuối cùng của anh. Cho dù cô không muốn thế nào thì nhất định cũng phải mặc váy cưới mà bước vào lễ đường cùng anh. Mục Hy hừ một tiếng, ngoảnh mặt đi chỗ khác không thèm nhìn anh nữa. Ba mẹ Giang thấy tính khí con gái lớn như vậy cũng có chút ngại ngùng nhìn Triệu lão gia. Nếu hai đứa đã không có ý kiến thì chúng ta bàn một chút về hôn lễ đi. Triệu lão gia thấy việc đã thành hơn nửa thì cười tươi rói, nói tốt liền mấy tiếng.